Etam Mangalamo Tamanta Poja Ramajariyan Jariya Sanya Nadasa Nangi Pana Sanji Kriya Jam Etam Mangalamo Tamanta Soloka Kamne Hikitam Yasana Kampati Asokan Virajan Kemang Etam Mangalamo Tamanta Disani Katwana Sapata Madajika Sapata Thiên cơ chân thì tăng tế sám mang cả lòng vô tâm an. Hạnh phúc như vậy, tôi nghe một thời thế tôn nữ tại kỳ biên tình xa của trường gia cấm cô đồng gần thành xa phê khi đêm gần mạng có một vị trời dương sáng thu thắng hào quang chiếu diệu sáng tỏa biến đến nơi Phật ngự đành lễ thế tôn rồi rồi đứng một bên phương kính bên phân bằng lời kể rằng chữ thiên ba nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc hăng tâm cầu mong đời một đời sống an lành xin ngài vì bi mẫn hoan hỷ dạy chúng con để phúc lên cao thượng thế tôn thì lời hỏi rồi giảng dạy như vậy công cân vui kẻ ác thân cần bất trí hiền cúng nhường bằng tôn đức là phúc lên cao thượng ở trú xứ thiên thơ công đương trường đã làm chân chánh hướng tự tâm là phúc lên cao thượng đã văn nghề nghiệp dội kéo huyền hồng tạm nói những lời chân chân là phúc lành cao thượng hiếu thuận bằng sinh thành chấm sông bờ và con sông bằng nghệ lương thiện là phúc lành cao thượng bố thi hành đúng pháp dương minh hàng nguyên thuộc hành vi không nói lầm là phúc lành cao thượng xả lý tâm niệm ác tự chế không say xưa tinh thần trong thiện pháp là phúc lên cao thượng biết tôn kính khiêm nhường trí tôn và trí ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận nhục tánh thương hóa thương yết kiến xa môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lên cao thượng sống phàm hành thấy được ly thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lành cao thượng khi su làm việc đời tâm công đồng không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng những sở hành như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lành cao Nam mô Buddhaya. Đây là chương trình Phật pháp của Bút Tha Tham Má trên Phao Thốt, mỗi ngày 2 giờ. Giờ mùa hè Việt Nam từ 8 đến 10 giờ PM tối. Houston 8 giờ đến 10 giờ sáng, New York 9 đến 11 giờ sáng, Cali 6 đến 8 giờ sáng, Paris 3 đến 5 giờ chiều, Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con từ mạnh thành kính đảnh lễ quý chư tôn đức thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay thứ bảy ngày 23 tháng 5 năm 2020, Phật lịch 2564, đề tài hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh, Majjhima Nikaya, Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt, thảo luận bài 130. Kinh Thiên Sứ Đề Quát Đù Ta Sutta. Sẽ do Thượng Tọa Pháp Tân giảng giải điều hợp chương trình. Để mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ bái tam bảo và Nam Mô Bổn Sư Thích Minh Châu.
Nhất tâm định lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng, chánh biến tri minh hành túc thiện thệ thế gian dạy. Vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật bảo, nguyện cầu Đức Pháp bảo, nguyện cầu Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện mỗi loài chúng sanh người khổ xin hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nhà Nam Mô Bụt Thầy Giá, con xin thay mặt đại chúng thành kính tri ân Phụng Tổ Minh Hạnh đã đọc kinh lễ Mãi Tam Bảo. Và sau đây con xin cúi đầu đảnh lễ Ngài Thượng Tọa Tệ Siêu, Ngài Thượng Tọa Giác Đăng. Và con kính cung thỉnh Ngài từ bi quan hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Và con kính cung thỉnh Ngài Tệ Siêu, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Nam Mô Bụt Thầy Nhà. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Thịnh Văn Đệ Tử Phật. Kính bạch Thiên Tôn Đức, kính thưa quý vị Tôn Đức Phật Tử, hôm nay chúng ta học bài kinh 130 là nói về năm thiên sứ. Cái chữ thiên sứ đều ở đồng tác hay là sứ giả, cổ trời. Chữ thiên sứ ở đây nó không có nghĩa là một nhân vật. Mặc dù chúng ta dịch nghĩa đề của đồ tá là sứ giả, và đề quá là vị chư thiên, ở đây xài trong cái nghĩa bóng, tức là một cái dấu hiệu báo tin, một cái dấu hiệu một cái hiện tượng đem tin đến. Cái hiện tượng đó là cái sự sanh, già, bệnh, hình phạt và sự chết. Người trí khi nhìn thấy những cái hiện tượng như vậy thì họ nghĩ rằng có cái thiên sứ đã báo tin cho biết, thì bây giờ phải cố gắng nỗ lực tu tập phương vật. Thì Đức Phật đã thuật lại cái thiên nhãn thanh tịnh, do thiên nhãn thanh tịnh mà Ngài đã thấy, đã biết như thế. Và trong bài kinh này Ngài cũng có mô tả về các cái tầng địa ngục, cái sự khổ như thế nào. Và vị thiên sứ khi mà gặp tội nhân, vị thiên sứ đã hỏi cái gì? Tất cả những điều này là do thiên nhãn của Đức Phật nhìn thấy, biết đó là sự thật,
chứ không phải là một cái câu chuyện ngụ ngôn. Chúng ta cần phải hiểu như vậy. Và thỉnh thoảng thì chúng ta học những cái bài kinh như vậy đó, nó cũng đem lại lợi ích cho chúng ta, để chúng ta hiểu biết về những cái đời sống của loài hữu tình ở chỗ này chỗ kia, để chúng ta có sự sợ hãi nhàm chán cái sự sanh tử luân hồi. Cái điều đó cũng tốt thú vị. Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe đọc chánh kinh, rồi sau đó chúng ta sẽ cùng tỉnh Thượng Tọa Pháp Tân vị giảng sư của ngày thứ bảy. Thượng Tọa sẽ giảng dạy rộng rãi ý nghĩa này. Xin mời cô Từ Mẫn qua hỷ đọc cho bài kinh ngày hôm nay. Nam mô Phật Thầy. Dạ, Nam mô Bố Tha giá. Con xin thay mặt đại chúng thành kính tri ân ngài Thượng Tọa Tệ Siêu đã dẫn nhập bài học hôm nay, và sau đây con đọc bài chánh kinh hôm nay. Bài học hôm nay thứ bảy ngày 23 tháng 5 năm 2020, Trung bộ kinh Majjhima Nikaya, dưới giảng sư Thượng Tọa Pháp Tân giảng dạy. 130 kinh thiên sứ. Đề Qua Đù Tá Sú Tá. Đề Qua Đù Tá thiên sứ có nghĩa là thiên thần mang sứ điệp đến cho loài người. Thông điệp ở đây không phải ẩn ngữ mặc khải mà là ngôn ngữ của trần gian, nhưng loài người không hiểu được và cũng không muốn hiểu. Đức Thế Tôn đã dạy rõ vì vô minh không nhận ra bản chất tự nhiên của đời sống, nên con người tạo bao ác nghiệp để rồi rơi vào khổ cảnh. 1125. Sinh tử minh của Phật. Với thiên nhãn, Phật nhãn, tuệ nhãn, Đức Thế Tôn thấy rõ tất cả hiện tượng tử sanh của muôn loài. Như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi Xá Vệ, về Tawana Kỳ Địa Kỳ Đà Lâm tại tỉnh xá, ông Anathabin Bika cấp cô độc. Ở đây Thế Tôn gọi các tỳ kheo. Này các tỳ kheo, thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các vị tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau. Ví như này các tỳ kheo, có hai nhà có cửa đây, một người có mắt đứng chính giữa, có thể thấy những người đi vào nhà, đi ra khỏi nhà, đi qua đi vậy. Này các tỳ kheo, ta với thiên nhãn thanh tịnh, siêu nhân thấy các chúng hữu tình chết đi, sanh lại hạ liệt, cao sang, đẹp trai, xấu hình, thiện thú, ác thú, tùy theo hành nghiệp của họ. Và ta nghĩ các bậc hữu tình này do thành tựu thân thiện hành, khẩu thiện hành, ý thiện hành, không công kích các bậc thánh, có chánh kiến thọ trì, nghiệp phù hợp chánh kiến. Các vị ấy sau khi thân ngoại mạng chung được sanh vào thiện thú, thiện giới. Ở đời này, hay các vị hữu tình này do thành tựu thân thiện hành, khẩu thiện hành, ý thiện hành, không công kích các bậc thánh, có chánh kiến, thọ trì nghiệp phù hiệp với chánh kiến. Các vị ấy sau khi thân ngoại mạng chung được sanh ra giữa loài người. Còn các hữu tình do thành tựu thân ác hành, công kích các bậc thánh, có tà kiến, thọ trì nghiệp phù hợp với tà kiến. Các vị ấy sau khi thân ngoại mạng chung bị sanh vào cõi ngạ quỷ. Betivistaya, hay các hữu tình này do thành tựu thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành, công kích các bậc thánh, có tà kiến, thọ trì nghiệp phù hợp với tà kiến. Các hữu tình sau khi thân ngoại mạng chung bị sanh vào các loại bàn sanh, hay các hữu tình này
Do thành tựu thân ác hành, sau khi thân hoại mạng chung bị sanh vào cõi dữ, ác thú đọa xứ địa ngục. 1126, câu chuyện giữa Diêm Vương và chúng sanh trong địa ngục. Chúng sanh không phải không được cảnh báo về hiểm họa của đời sống ác hạnh. Này các tỳ kheo, các người coi giữ địa ngục sau khi bắt giữ người ấy với nhiều cánh tay, dẫn người ấy đến trước vua Yama Mà Thừa, Tâu Đại Vương. Người này không có từ tâm, không xứng là Sa Môn, không xứng là Bà La Môn, không kính trọng các vị lớn tuổi. Trong gia đình nó chất vấn thường người thương ngày không thấy. Rồi các tỳ kheo vua Giá Má nói với người ấy, này người kia, ngươi có thấy giữa loài người có đứa con nít nhỏ yếu ớt nằm ngửa, nằm rơi vào giữa thân và nước tiểu của nó không? Người ấy đáp, thưa ngài, có thấy. Rồi này các tỳ kheo vua Giá Má hỏi với người ấy, này người kia, tuy ngươi là người có ý thức và lớn tuổi, nhưng ngươi không có nghĩ ta bị sanh chi phối. Ta không thoát khỏi sanh, ta phải làm điều thiện về thân, khẩu và ý. Người ấy đáp, thưa ngài, tôi không có thể làm, vì tôi phóng dật. Rồi này các tỳ kheo vua Giá Má nói với người ấy, này người kia, nếu vì phóng dật nên ngươi không làm thiện về thân khẩu ý, chắc chắn chúng sẽ làm cho ngươi. Này người kia, tùy theo sự phóng dật ấy của ngươi, vì rằng đây là một ác nghiệp của ngươi, không do mẹ làm, không phải do cha làm, không do anh làm, không phải do chị làm, không phải do bạn và thân hữu làm, không phải do bà con quyết làm, không phải do sam, không phải do chư thiên làm, ác nghiệp ấy chính là ngươi làm, chứ ngươi phải cảm thọ quả báo việc làm ấy. Này các tỳ kheo, sau khi chất vấn, cật vấn và thẩm vấn người kia về thiên sứ thứ nhất, vua Giá Má mới chất vấn, cật vấn, thẩm vấn về thiên sứ thứ hai. Này người kia, ngươi có thấy giữa loài người thiên sứ thứ hai hiện ra không? Người ấy đáp, thưa ngài, không thấy. Rồi này các tỳ kheo, vua Giá Má nói với người kia, này người kia, ngươi có thấy người đàn bà hay người đàn ông 80 tuổi hay 90 tuổi hay 100 tuổi già yếu, cong như nóc nhà, lưng còm, chống gậy, vừa đi vừa run, bệnh hoạn, tuổi trẻ đã qua mất, răng rụng, tóc xói, da nhăn, run rẩy với chân tay bạc màu. Người ấy đáp, thưa ngài, có thấy. Rồi này các tỳ kheo vua Giá Má nói với người ấy, này người kia, tuy ngươi là người có ý thức và lớn tuổi, nhưng ngươi, ta bị già, bị chi phối, ta không thoát khỏi già. Ta hãy làm điều thiện về thân, khẩu và ý. Người ấy đáp, thưa ngài, tôi không thể làm vì tôi phóng dật. Thưa ngài, này các tỳ kheo, vua Giá Má nói với người ấy, này người kia, nếu vì phóng dật nên ngươi không làm điều thiện về thân, khẩu, ý, chắc chắn chúng sẽ làm cho ngươi. Này người kia, tùy theo sự phóng dật của ngươi, vì rằng đây là một ác nghiệp của ngươi, không phải do mẹ làm, không phải do cha làm, không phải do anh làm, không phải do chị làm, không phải do bạn thân, bạn và thân hữu làm, không phải do bà con huyết thống làm, không phải do Sa Môn, Bà La Môn làm, không phải do chư thiên làm, ác nghiệp ấy chính do ngươi làm, chính ngươi phải cảm thọ quả báo sự làm ấy. Này các tỳ kheo, sau khi chất vấn, cật vấn, thẩm vấn người kia về thiên sứ thứ hai, vua Giá Má Nó mới chất vấn, cật vấn, thẩm vấn về thiên sứ thứ ba. Này người kia, ngươi có thấy giữa loài người thiên sứ thứ ba hiện ra không? Người ấy đáp, thưa ngài, không thấy. Rồi này các tỳ kheo, vua Giá Má nói với người kia, này người kia, ngươi có thấy người đàn bà hay người đàn ông bị bệnh hoạn khổ não, bị bệnh trầm cảm, nằm rơi vào trong nước tiểu và phân của mình, cần người khác nâng dậy, cần người khác dìu nằm xuống? Người ấy đáp, thưa ngài, có thấy. Rồi này các tỳ kheo, vua Giá Má nói với nó, này người kia, tuy ngươi là người có ý thức và lớn tuổi,
Nhưng ngươi không có nghĩ ta bị bệnh chi phối, ta không thoát khỏi bệnh, ta hãy làm điều thiện về thân khẩu ý. Người ấy đáp, thưa ngài, tôi không có thể làm vì tôi phóng dật. Thưa ngài, rồi này các tỳ kheo, vua Giá Má nói với người kia, nếu vì phóng dật nên ngươi không làm điều thiện về thân khẩu ý, chắc chắn chúng sẽ làm cho ngươi. Này người kia, tùy theo sự phóng dật của ngươi, vì rằng đây là một ác nghiệp của ngươi, không phải do mẹ làm, không phải do cha làm, không phải do anh làm, không phải do chị làm, không phải do bạn bè thân hữu làm, không phải do bà con huyết thống làm, không phải do Bà La Môn làm, không phải do chư thiên làm, ác nghiệp ấy chính do ngươi làm, chính ngươi phải cảm thọ quả báo việc làm ấy. Này các tỳ kheo, sau khi chất vấn, cật vấn, thẩm vấn người kia về thiên sứ thứ ba, vua Giá Má mới chất vấn, cật vấn, thẩm vấn về thiên sứ thứ tư. Này người kia, tư hiện ra không? Người ấy đáp, thưa ngài, không thấy. Rồi này các tỳ kheo, vua Giá Má nói với người kia, này người kia, ngươi có thấy giữa loài người các vua chúa sau khi bắt được tên trộm cướp có phạm tội liền áp dụng nhiều hình phạt sai khác, họ đánh bằng roi, họ đánh bằng gậy, họ lấy gươm chặt đầu. Người ấy nói, thưa ngài, có thấy. Rồi này các tỳ kheo, vua Giá Má nói với người ấy, này người kia, tuy ngươi là người có ý thức và lớn tuổi, nhưng ngươi không có ý nghĩ. Thật sự những ai đã làm các ác nghiệp, họ phải chịu những hình phạt sai khác. Hay trong hiện tại như vậy, huống nữa là về đời sau. Ta hãy làm điều thiện về thân khẩu ý. Người ấy đáp, thưa ngài, tôi không thể làm vì tôi phóng dật, thưa ngài. Rồi này các tỳ kheo, vua Giá Má nói với nó, này người kia, nếu vì phóng dật nên ngươi không làm điều thiện về thân khẩu ý, chắc chắn họ cho ngươi. Này người kia, tùy theo sự phóng dật của ngươi, vì rằng đây là một ác nghiệp của ngươi, không phải do cha mẹ làm, không phải do mẹ làm, không phải do cha làm, không phải do anh làm, không phải do chị làm, không phải do bạn bè thân hữu làm, không phải do bạn con huyết thống làm, không phải do Sa Môn, Bà La Môn làm, không phải do chư thiên làm. Ác nghiệp ấy chính do ngươi làm, chính ngươi phải cảm thọ quả báo việc làm ấy. Này các tỳ kheo, sau khi chất vấn, cật vấn, thẩm vấn người kia về thiên sứ thứ tư, vua Giá Má mới chất vấn, cật vấn, thẩm vấn về thiên sứ thứ năm. Này người kia, ngươi có thấy giữa loài người thiên sứ thứ năm hiện ra không? Người ấy đáp, thưa ngài, không thấy. Rồi này các tỳ kheo, vua Giá Má nói với người ấy, người kia, ngươi có thấy giữa loài người, người đàn bà hay người đàn ông chứ? Vua Giá Má nói với người ấy rằng, này về thân khẩu ý, chắc chắn chúng sẽ làm cho ngươi. Này người kia, tùy theo phóng dật của ngươi, vì rằng đây là một ác nghiệp của ngươi, không phải do mẹ làm, không phải do cha làm, không phải do anh làm, không phải do chị làm, không phải do bạn bè thân hữu làm, không phải con huyết thống làm, không phải do Sa Môn, Bà La Môn làm, không phải do chư thiên làm. Ác nghiệp ấy chính là ngươi làm, chính ngươi phải cảm thọ quả báo việc làm ấy. Rồi này các tỳ kheo, sau khi chất vấn, cật vấn, thẩm vấn người ấy về thiên sứ thứ năm, vua Giá Má giữ im lặng. 1127, khổ hình trong đọa xứ. Đức Thế Tôn đã có một số mô tả về khổ cảnh trong địa ngục. Rồi này các tỳ kheo, các ngươi coi địa ngục bắt người ấy chịu hình phạt gọi là năm cọc. Bành châu vi thà bành tha nặng, họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào một bàn tay.
Rồi này các tỳ kheo, khổ hình một. Đức Thế Tôn đã có một số mô tả về khổ cảnh trong địa ngục. Dạ Nam Mô Bố Tha Giá, có nghe được âm thanh con không ạ? Dạ dạ, xa thủ sức khỏe. Đức Thế Tôn đã có một số mô tả về khổ cảnh trong địa ngục. Rồi này các tỳ kheo, các người coi giữ địa ngục, bắt người ấy chịu hình phạt gọi là năm cọc. Bành cha quy thà, bành tha nằng. Họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào một bàn tay, họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào bàn tay thứ hai. Họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào bàn chân, họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào bàn chân thứ hai. Họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào giữa ngực. Người ấy ở đây thọ lãnh các cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt, nhưng người ấy không có thể mệnh chung cho đến khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. Này các tỳ kheo, các người coi giữ địa ngục, bắt người ấy nằm xuống và lấy búa chặt người ấy. Người ấy ở đây thọ lãnh các cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt, nhưng người ấy không có thể mệnh chung cho đến khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. Này các tỳ kheo, các người giữ địa ngục, dựng ngược người ấy chân phía trên, đầu phía dưới và lấy búa chặt người ấy. Người ấy ở đây cảm thọ chưa tiêu trừ. Này các tỳ kheo, các người giữ địa ngục, cột người ấy vào một chiếc xe, kéo người ấy chạy tới chạy lui trên đất được đốt cháy đỏ, cháy thành ngọn, cháy đỏ rực. Người ấy ở đây cảm thọ chưa được tiêu trừ. Rồi này các tỳ kheo, các người giữ địa ngục ấy, đẩy người ấy lên, kéo người ấy xuống một sườn núi đầy than hừng cháy đỏ, cháy thành ngọn, cháy đỏ rực. Người ấy ở đây cảm thọ chưa được tiêu trừ. Rồi này các tỳ kheo, các người giữ địa ngục, dựng ngược người ấy chân phía trên, đầu phía dưới và quăng người ấy vào một vạc dầu bằng đồng nung đỏ cháy đỏ, cháy thành ngọn, cháy đỏ rực. Người ấy ở đây bị nấu với bọt nước sôi sùng sục, ở đây bị nấu với bọt nước sôi sùng sục, khi thì trôi nổi lên trên, khi thì chìm xuống đáy, khi thì trôi dạt qua. Người ấy ở đây thọ lãnh các cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt, nhưng người ấy không có thể mệnh chung cho đến khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. Và rồi này các tỳ kheo, những người giữ địa ngục quăng vào đại địa ngục. Này các tỳ kheo, đại địa ngục ấy có bốn góc, bốn cửa chia thành phần bằng nhau, xung quanh có tường sắt, mái sắt lợp lên trên. Nền địa ngục bằng sắt nung đỏ, cháy đỏ rực, đứng thẳng luôn, có mặt rộng 100 do tuần. Này các tỳ kheo, ở tường phía đông của đại địa ngục ấy, những ngọn lửa bừng cháy lên được thổi tạt đến tường phía tây. Những ngọn lửa bừng cháy lên từ phía tây được thổi tạt tường phía đông. Những ngọn lửa bừng cháy lên từ tường phía bắc được thổi tạt đến tường phía nam. Những ngọn lửa bừng cháy lên từ tường phía nam được thổi đến tường phía bắc. Những ngọn lửa bừng cháy lên từ phía dưới được thổi tạt lên phía trên. Những ngọn lửa bừng cháy từ phía trên được thổi tạt xuống phía dưới. Người ấy ở đây cảm thọ những cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt, nhưng người ấy không thể mệnh chung cho đến khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. Này các tỳ kheo, rồi có một của đại địa ngục được mở ra, người ấy chạy vào đấy rất nhanh và mau lẹ. Khi người ấy chạy rất nhanh và mau lẹ, da ngoài bị cháy, da trong bị cháy, thịt bị cháy, dây gân bị cháy, xương bị khói, xong đen, sự trốn thoát của người ấy là như vậy. Này các tỳ kheo, dù cho người ấy có cố gắng rất nhiều, cửa vẫn đóng
chống lại người ấy. Tại đây người ấy cảm thọ những cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt, nhưng người ấy không thể mệnh chung cho đến khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. Rồi này các tỳ kheo, có một thời rất lâu dài, khi cửa phía Tây được mở ra, cửa phía Bắc được mở ra, cửa phía Nam được mở ra, người ấy liền chạy vào đấy rất nhanh và mau lẹ. Khi người ấy chạy rất nhanh và mau lẹ, da ngoài bị cháy, da trong bị cháy, thịt bị cháy, dây gân bị cháy, xương bị khói xâm đen, sự trốn thoát của người ấy là như vậy. Này các tỳ kheo, dầu cho người ấy có cố gắng rất nhiều, cửa vẫn đóng chống lại người ấy. Tại đây người ấy đau đớn, thống khổ, khốc liệt, nhưng người ấy không có thể mệnh chung cho đến khi các nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. Rồi này các tỳ kheo, có một thời rất lâu dài, khi cửa phía Đông được mở ra, người ấy liền chạy vào đấy rất nhanh và mau lẹ. Sự trốn thoát của người ấy như vậy, người ấy đi ra khỏi cửa địa ngục ấy. Nhưng này các tỳ kheo, cận sát đại địa ngục và đại phấn nị địa ngục, Guthamaniraja, người ấy rơi vào địa ngục này. Này các tỳ kheo, tại phấn nị địa ngục ấy, các chúng sanh với miệng như mũi kim cắt đứt da ngoài, sau khi cắt đứt da ngoài chúng cắt đứt da trong, sau khi cắt đứt da trong chúng cắt đứt thịt, sau khi cắt đứt thịt chúng cắt đứt dây gân, sau khi cắt đứt dây gân chúng cắt đứt xương, sau khi cắt đứt xương chúng cắt đứt xương tủy. Ở đây người ấy cảm thọ những cảm đau đớn, thống khổ, khốc liệt, nhưng người ấy không có thể mệnh chung cho đến khi ác nghiệp của người trừ. Nhưng này các tỳ kheo, cận sát đại địa ngục phấn nị ấy là đại địa ngục nhiệt khôi than hình. Kukulaniraja, người ấy rơi vào ở đấy. Ở đấy người ấy cảm thọ những cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt, nhưng người ấy không thể mệnh chung cho đến khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. Nhưng này các tỳ kheo, cận sát đại địa ngục nhiệt khôi là đại châm thọ lâm. Sambaliya nằm cao một do tuần, với những gai nhọn dài 16 ngón tay, cháy đỏ, cháy thành ngọn, cháy đỏ rực. Họ bắt người ấy leo lên leo xuống. Ở đấy người ấy cảm thọ như cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt, nhưng người ấy không thể mệnh chung cho đến khi ác nghiệp của người ấy vẫn chưa được tiêu trừ. Nhưng này các tỳ kheo, cận sát châm thọ lâm là đại kiếm diệp lâm, rừng lá gương. Asibata hoàng tá, người ấy vào trong ấy. Ở đấy các lá cây do gió lay động cắt đứt tay của người ấy, cắt đứt chân, cắt đứt tay, cắt đứt tay, cắt đứt mũi, cắt đứt tay mũi. Ở đây người ấy cảm thọ những cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt, nhưng người ấy không có thể mạng chung cho đến khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. Nhưng này các tỳ kheo, cận sát kiếm diệp lâm là đại khôi hà sông vôi. Cà rô đa cà na di, người ấy rơi vào trong đấy. Tại đấy người ấy bị trôi thuận theo dòng nước, người ấy bị trôi ngược lại dòng nước, người ấy trôi thuận theo ngược lại dòng nước. Tại đấy người ấy cảm thọ như cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt, nhưng người ấy không thể mệnh chung cho đến khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. Rồi này các tỳ kheo, những người coi giữ địa ngục câu người ấy lên với móc câu, đặt người ấy trên đất và nói với người ấy: này người kia, ngươi muốn gì? Người ấy nói: thưa các ngài, đói bụng. Rồi này các tỳ kheo, các ngươi coi giữ địa ngục lấy cọc sắt nung đỏ cạy miệng người ấy và nhét vào miệng người ấy những cục đồng nung đỏ, cháy thành ngọn đỏ rực. Môi người ấy bị cháy, miệng bị cháy, cổ họng bị cháy, ngực bị cháy, và kéo theo một ruột lớn ruột nhỏ, các cục đồng ấy rơi ra ngoài từ phía dưới. Ở đấy người ấy cảm thọ những cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt, nhưng người ấy không thể mạng chung cho đến khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. Rồi này các tỳ kheo, các người coi giữ địa ngục nói với người ấy: này người kia, ngươi muốn gì? Người ấy nói: thưa các ngài, tôi khát nước. Rồi này các tỳ kheo, các người coi giữ địa ngục lấy cọc sắt nung đỏ cạy miệng người ấy ra và đổ vào miệng người ấy nước đồng nấu sôi, cháy đỏ, cháy thành ngọn, cháy đỏ rực. Môi người ấy bị cháy, miệng bị cháy, cổ họng bị cháy, ngực bị cháy,
và kéo theo ruột lớn ruột nhỏ nước đồng sôi ấy chảy ra ngoài từ phía dưới. Người ấy, người ở đấy cảm thọ những cảm giác đau đớn thống khổ khốc liệt, nhưng người ấy không có thể, cho đến khi nghiệp của người ấy vẫn chưa được tiêu trừ. Rồi này các tỳ kheo, các người coi giữ địa ngục lại, quăng người ấy vào địa ngục. 1128 chuyện kể không phải là ngụ ngôn. Sau khi nói về đọa xứ bậc thiện thệ dạy những điều đó không phải là dụ ngôn hư cấu, mà là những gì được thấy bằng Phật nhãn. Một thời xưa lắm này các tỳ kheo, vua Giá Má suy nghĩ như sau: những ai làm ác nghiệp ở đời phải thọ lãnh những hình phạt sai khác, như vậy mong rằng ta được làm người và Như Lai bậc A-la-hán chánh đẳng giác xuất hiện ở đời, và ta có thể hầu hạ Thế Tôn, và Thế Tôn thuyết pháp cho ta, và ta có thể thông hiểu pháp Thế Tôn thuyết giảng. Này các tỳ kheo, điều ta đang nói không phải ta nghe từ một sa môn hay một bà la môn nào khác, nhưng điều ta đang nói chỉ được ta biết mà thôi, chỉ được ta thấy mà thôi, chỉ được ta hiểu mà thôi. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, sau khi thiện thể nói như vậy, bậc đạo sư lại nói thêm như sau: dầu thiên sứ báo động, thanh niên vẫn phóng dật, họ ưu buồn lâu dài, sanh làm người hạ liệt. Ở đây bậc chân nhân được thiên sứ báo động không bao giờ phóng dật trong diệu pháp bậc thánh. Thấy sợ trong chấp thủ, trong hiện hữu sanh tử được giải thoát chấp thủ, sanh tử được đoạn trừ, được yên ổn an lạc ngay hiện tại tịch tịnh. Mọi oán hận sợ hãi các vị ấy vượt qua, mọi đang đau đớn sầu khổ họ đều được siêu thoát. Dạ Nam Mô Bố Tha Giá, có thành kính tri ân quý sư và quý đạo hữu. Dạ kính cảm ơn Sếp Phong Lan, con đã đọc xong bài chánh kinh, con kính trung thỉnh ngài Thượng Tọa Pháp Tân Từ Bi Quan Hỷ giảng giải bài học hôm nay. Nam Mô Bố Tha Giá. Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giả. Con xin thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiên nam nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học cái bài kinh số 130 trong kinh Trung Bộ, bài kinh Thiên Sứ Devaduta Sutta. Ở đây đó là gọi là bài kinh Thiên Sứ, có nghĩa là những cái sứ đề do rằng không phải là những cái điều mà do cái mặc khải từ cái điều mà những điều mà ẩn ngữ khó hiểu, không phải, mà nó là những ngôn ngữ, những cái điều mà chúng ta thấy sự thật ở trong cái cuộc đời này. Và chính Đức Phật á, là một bậc đạo sư, một bậc mà chính Đức Thế Tôn ngài có được cái thiên nhãn thuần tịnh của một cái vị mà chánh đẳng chánh giác, thấy rõ được những cái điều đó nó xảy ra, và xem như là những cái điềm báo mà có thể là chúng ta không hiểu, hoặc là có những người đó là cố tình không muốn hiểu những cái điều này, tức là những cái ở đây nói đến năm cái hiện tượng, năm cái hiện tượng có thể rằng nó hiển hiện ở trong đời sống, và chính Đức Phật ngài cũng thấy rõ rằng nó hiển hiện ở trong cuộc đời này, và chính Đức Phật là một cái vị mà có cái trí tuệ thấy rõ được những cái sự hiển hiện đó. Đức Phật ngài đưa cái ví dụ ở đây đó,
Thì Đức Thế Tôn này nói cái thuyết cái bài kinh này ở tại chùa Kỳ Viên của ông trưởng giả cấp cổ độc. Rồi lúc bấy giờ thì ngài gọi chư tỳ kheo lại để mà đến để mà ngài từng tự ngài giảng cho những điều này. Và ở đây đó, Đức Phật này ví dụ giống như là có hai cái căn nhà và một người đứng ở giữa, vậy tự thấy rõ là người đi ra, đi vào, đi lên, đi xuống, ra khỏi nhà hay là đi vô nhà thì cái người đã thấy rõ. Thì Đức Phật này cũng nói với một cái vị mà như ngài là có một cái gọi là cái trí tuệ hay là cái thiên nhãn thuần tịnh đó, thì thấy rõ được là những cái hiện tượng, những cái hiện tượng, những cái điềm mà nó hiển hiện ở trong cái đời sống này. Và ở đây đó chúng ta thấy rằng Đức Phật này nói rằng với một người mà có cái ác nghiệp, cái ác nghiệp chính mình tạo cái ác nghiệp do thân, tức là cái hành động của mình, rồi do cái lời nói của mình, rồi do cái ý nghĩ của mình trong cái thân hành ác, khẩu hành ác và ý hành ác đó, cho nên là tạo ra cái quả khổ ở trong cái đời sống. Và khi người đó họ tái sanh ở trong mà bị rơi vào trong khổ cảnh đó, đặc biệt là khổ cảnh ở trong địa ngục. Đức Phật ngài ví dụ ở đây đó là tức là những cái chúng ta thường thường nghe là những cái lầu quỷ sứ, tức là nói là cái lầu quỷ sứ. Và lầu quỷ sứ này đó là dắt dẫn cái tội nhân đó, giống như là một người mà chứng kiến, Đức Phật ngài chứng kiến thấy rõ như đó là tội nhân đó, họ đến trước mặt vua Yama, tức là vua Diêm Vương mà ta thường thường là nói là vua Diêm Vương đó. Thì khi mà vua Diêm Vương hỏi rằng là ngươi có thấy một cái vị thiên sứ thứ nhất không, thì cái người này bảo rằng họ không thấy. Thì vua Diêm Vương mới nói là trong cuộc đời này, trong cuộc đời này đó, thì ngươi có thấy rằng một cái đứa trẻ đó, cái đứa trẻ nó được sinh ra đời, và khi mà nó sinh ra như vậy đó thì nó nằm ở trong một cái đống máu, rồi đống nhớp nhơ, hay hoặc là mình nói nôm na đó là nhau, rồi thậm chí là phẫn, tức là những cái chất dơ. Cái đứa trẻ, đứa hài nhi nó đang nằm ở trên đó và nó đang khóc la, nó đang khóc la như vậy. Thì ngươi có thấy hay không? Thì cái người này mới nói là cái người tội nhân đó mới thấy, nói là thấy những cái hình tướng, hình thức như vậy. Thì vua Diêm Vương mới nói rằng là chính bản thân của chúng ta đó, Đức Phật ngài mới giải thích rằng chính bản thân chúng ta cũng đang bị cái sự chi phối của sanh trong cuộc đời này. Thì mình biết đó là hiểu đó là ngoại trừ chúng ta giải thoát thôi. Còn nếu chúng ta chưa giải thoát thì chúng ta bị chi phối bởi nghiệp và chúng ta còn luân hồi. Và khi mà luân hồi như vậy đó thì có thể là sanh làm loài thai sanh, làm loài thấp sanh, loài quá sanh, và loài noãn sanh, vân vân. Nhưng mà ở đây muốn nói đến là cái loài mà thai sanh, ví dụ như nói đến con người của chúng ta, cái cõi nhân loại của chúng ta. Khi mà chúng ta sanh như vậy thì có nghĩa là chúng ta bị do tha mái, cho nên là chúng ta luân hồi. Và do cái ác nghiệp, cho nên là chúng ta, cái tội nhân đó bị sanh vào trong khổ cảnh là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh hay Atula, vân vân. Nhưng mà ở đây muốn nói đến đó là mình đang bị sự chi phối của sự sanh. Thì ai có thể sanh đâu, ngoại trừ những cái bậc mà hoàn toàn giải thoát. Thì không sanh ở một cái trạng thái của thai sanh, thì thấp sanh, quá sanh hay nõn sanh. Thì trước tiên đó là chúng ta nói đến cái việc mà một người, một chúng sanh như lời cõi nhân loại của chúng ta đó là sanh do thai sanh. Thì ở đây đó
chúng ta thấy rằng là một người đó tạo cái ác nghiệp, tạo cái ác nghiệp. Bởi vì mình không hiểu rằng đời sống luân hồi á, là mình đang bị sanh, và hả có sanh thì mình sẽ có già, có bệnh, có đau, có chết. Và cái cuộc sống, đời sống luân hồi này đó, nó vẫn tiếp diễn mãi mãi. Mà với một người mà do rằng không có một, do rằng sự si mê đó, cho nên là không có nhận thức được và không có biết được những điều nào nên tránh và điều nào nên làm. Cái điều mà nên làm á, có nghĩa là chúng ta nhận thức được, để từ đó chúng ta tạo được cái thiện nghiệp, tạo cái thiện nghiệp để rồi tu tập, hay là chúng ta tạo được cái thiện nghiệp do thân khẩu ý. Chúng ta biết tránh những cái ác nghiệp ở trong cái đời sống do thân khẩu ý đem lại. Và vì vậy đó, cho nên là một người đó mà tạo cái ác nghiệp đó, ở đây nói là không phải là do ai làm cho chúng ta, không phải là do cha hay là do mẹ, hay là sa môn, hay bà la môn, hay bất cứ cái người nào làm cho chúng ta, sa môn, bà la môn, mà không có một cái người bà con quyến thuộc. Chúng ta nhớ cái câu pháp cú mà Đức Phật ngài dạy là điều không phải do cha mẹ hoặc thân nhân làm thế, chính tâm niệm chân chánh khiến người cao thượng hơn. Như vậy thì do chính mình tạo ra, do tính mình tạo ra, mình trở nên một cái người cao thượng, hay là mình trở nên một cái người hạ liệt thấp kém. Và cái ác nghiệp mà chúng ta tạo đó thì là không phải là do ai tạo cho chúng ta. Thường thường là mình nói là bị tội. Tội là có nghĩa là mình làm một cái điều gì đó bị ai đó hành phạt mình thì mình là bị tội. Nhưng mà mình nói trong Phật giáo đó, có nghĩa là cái ác nghiệp mình tạo thì chính mình lãnh lấy cái quả của ác nghiệp đó. Và trong các cái cảnh giới thì có cái cảnh giới địa ngục. Có cảnh giới địa ngục thì trong kinh nói là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula, thì bốn cái cảnh giới khổ đó nó có hiện hiện ở trong đời sống. Và khi nào một người tạo cái ác nghiệp thì cái người đó họ nhận lấy. Như vậy thì ngày nay đó, chúng ta thấy nhiều khi đó là mình được hiển hiện ở trong cuộc đời này, mình hiển hiện mình có mặt ở trong cuộc đời này, thì nhiều khi mình nghĩ đó là chuyện tất nhiên, nó là như vậy. Cái điều kiện sẵn có thì do cha do mẹ rồi sinh mình ra, chứ cũng không có hiểu rằng hoàn toàn là ác nghiệp, hay là do cái đời sống luân hồi, do khi chúng ta còn cái tha mái cho nên là chúng ta còn có cái luân hồi. Và khi một người mà tạo cái ác nghiệp thì sự thật ra đó, có những nghiệp nó chưa trổ ra hiện tại, thì mình có những người đó họ không tin vào có cái quả của thiện nghiệp, và cũng không tin quả của ác nghiệp, không tin vậy. Nhưng mà tin hay không tin á, thì cái việc đó nó cũng vẫn diễn ra ở trong đời sống của chúng ta. Bởi vì nghiệp á, chính là do chúng ta tạo ra. Và nghiệp là những cái gì mà do chúng ta, nó là những cái sự phản ứng do hành động của chúng ta tạo ra, hành vi của chúng ta tạo ra. Và nó là tạo nên cái đời sống. Ví dụ như là một người bị khổ cảnh ở trong đời sống luân hồi, thì mình biết rằng á, là một đứa trẻ bắt đầu sinh ra đó, thì chưa có biết rằng ở trong một cái 9 tháng 10 ngày ở trong bụng mẹ đó, thì chúng ta thiết là bao nhiêu cái hài nhi đó, bao nhiêu cái sự nóng, mẹ ăn thức ăn nóng thì cái hài nhi đó nó cũng khó chịu, mẹ uống hay hoặc là ăn thức ăn lạnh thì cái hài nhi đó nó cũng khó chịu. Và khi được sinh ra thì nằm ở trên những cái đống nhơ nhớp mà chúng tôi vừa kể. Thì quý vị thấy rằng là bắt đầu cuộc hành trình cho một cái đời sống mới. Đời sống mới, chúng ta tạm gọi là một đời sống mới, là khi chúng ta sanh vào cái cõi nhân loại này, cái cõi người này, thì là bắt đầu đứa trẻ bắt đầu là được nuôi nấng bởi vật thực. Rồi có khi rồi buồn rồi vui rồi bắt đầu lớn thì cũng không biết rằng nó suôn sẻ hay là nó có những cái sự thách thức, hay là có những cái sự trở ngại, hay là những cái điều nó rủi ro xảy lớn, những cái hiểm họa nó xảy ra ở trong đời sống. Hiểm họa ý chúng tôi muốn nói ở đây đó là từ khi mà mình là còn tấm bé ha,
mặc dù là cha mẹ cũng mong muốn là mình khỏe mạnh như vậy, nhưng mà rồi đó cũng không biết là có cái hiểm họa gì nó xảy ra ở trong đời sống. Có khi thì bị nạn, có khi thì bị tật quyền, nạn tai, việc này việc nọ, hoặc là bị lửa cháy phỏng, hoặc là bị điều này điều kia nó xảy đến cái cơ thể làm không có nguyên vẹn. Đó là những cái hiểm họa ở trong đời sống. Nhưng mà nếu như một người mà không nhận thức rõ là do cái ác nghiệp của mình tạo đó, cho nên là mình sanh ra ở trong đời sống này, sanh ra trong đời sống. Nếu một người mà hiểu rõ được đó, là từ cái hình ảnh của một đứa hài nhi mới bắt đầu sanh ra và nằm cái nhớp nhơ đó, nhớp nhơ từ ở nơi nhau mẹ rồi máu rồi phẫn rồi tất cả các thứ nhớp nhơ trong đó. Nếu một người nhìn vào đó, thì mình đáng nhòm gớm, đáng ngán ngẩm cho cái thân này. Cho nên là chúng ta thấy là nhiều khi đó có những cái nhà thơ rồi những cái nhà văn rồi họ mới muốn nói lên cái khổ nó bắt nguồn từ đó, khổ nó bắt nguồn từ đó. Cho nên là người ta ví von giống như là đứa trẻ mới bắt đầu sinh ra thì bắt đầu là nó đã khóc rồi, nó đã khóc khổ qua rồi. Thì ở đây đó là nếu như một người mà quý vị còn nghe không ạ? Dạ, quý vị có nghe rõ không ạ? Dạ. Thì nếu như một người mà ý thức được là một đứa trẻ sơ sinh đó, và do vậy đó thì mình phải biết tránh xa những cái ác nghiệp. Tức là thân không có sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, khẩu không có nói dối, không có nói lời độc ác, không có nói lời chia rẽ. Và ý của mình, tức là tâm của mình, không nghĩ đến điều tham dục, không nghĩ đến những cái sự sân hận, không nghĩ đến cái sự não hại ở trong lòng. Và luôn luôn thực hiện những cái việc lành ở trong đời sống của mình. Đời sống của mình, mình bố thí, mình trì giới, mình tham thiền, mình cung kính, mình phục vụ, vân vân. Thì những cái thiện nghiệp làm á, đó là mình biết tránh xa những cái việc ác và mình làm được cái việc lành để khi là không sanh vào trong khổ cảnh từ ở trong cái sự nhận thức đó. Cái điều nữa đó là cái thiên sứ thứ hai nữa đó mà Đức Phật ngày dạy ở đây đó là này các tỳ kheo, như sau khi cật vấn xong đó thì vua Yama mới hỏi, tức là vua Diêm Vương á, mới hỏi cái người đó, cái người tội nhân đó là ngươi có thấy cái người già hay không? Có thấy người già không? Bởi vì hỏi rằng là cái thiên sứ thứ hai thì quý vị còn nghe không ạ? Dạ. Cảm ơn quý vị. Thì cái thiên sứ thứ hai hỏi cái vua Diêm Vương hỏi là ngươi có vị thiên sứ thứ hai không? Thì cái người tội nhân đó mới trả lời là không. Thì vua Diêm Vương mới hỏi tiếp rằng ngươi có thấy rằng một người già hay không? Một người già ở đây đó là ở một cái người mà từ sống từ đôi 30 tuổi rồi tới 6-70 tuổi, 8-90 tuổi hoặc là 100 tuổi rồi họ già yếu đó, thì bắt đầu là tóc của họ bắt đầu bạc, da của họ bắt đầu nhăn, rồi lưng của họ bắt đầu còm, họ chống gậy, rồi họ đi run rẩy như vậy, rồi như vậy thì rồi răng họ rụng hoặc là tóc họ bị mất rụng đi, vân vân, rồi họ run rẩy như vậy thì cái người này, cái người tội nhân này đó, họ nói rằng họ thấy điều đó, thì mới Vua Diêm Vương mới nói rằng là ngươi thấy quả thật như thấy như vậy thì ở trong cuộc đời này và ngươi hãy suy nghĩ rằng nếu mà người đó suy nghĩ hãy suy nghĩ rằng ta đây rồi cũng sẽ bị già, ta đây bị già. Bởi vậy sao cho nên là nhiều khi đó là ở trong cái đề mục tu tập của mình
Đức Phật còn dạy cho chúng ta cái đề mục là niệm sự chết và quán sự già. Cái sự già ở đây đó, tới khi dù là mình ngày nay đó, chúng ta thì nhiều khi là chúng ta đi đám tang, đặc biệt là Phật giáo Nam truyền của chúng ta đó, thường đến đó là chúng ta chia buồn, rồi là chúng ta tụng kinh cầu siêu. Đặc biệt là kinh cầu siêu của chúng ta đó là nói đến những cái vô thường, khổ, vô ngã. Nhìn đến cái sự chết của một người đó thì mình hãy quán tưởng là cho chính mình. Quán tưởng như thấy người ta chết có nghĩa là nghĩ đến chính mình. Và khi mà mình nghĩ đến chính mình đó, nay đây, mai đây đó, thì cái sự chết nó sẽ đến gần với mình. Và cái người già cũng vậy. Mình thấy người ta già, mình thấy người ta già thì trước sau thì mình cũng già. Trước sau thì mình cũng già. Mình thấy rằng là cỡ tuổi đôi mươi á, thì mình thấy là cái sức khỏe nó sung sức, rồi mắt sáng, tay chân thì mạnh khỏe, rồi nói năng thì nó lanh lẹ, đi đứng thì nó mau lẹ, vân vân. Nhưng mà rồi về già một chút thì chúng ta cũng phải có những cái biểu hiện như những điều mà được kể ra ở đây. Tức là rung, tay chân rung rẩy nè, rồi da nhăn nè, rồi tóc rụng nè, răng rụng nè, rồi mắt của chúng ta bị mờ đi nè. Đấy là những cái biểu hiện chứ. Đấy là những cái biểu hiện. Và mình nhìn cái người già đó là mình biết rằng mình sẽ đến cái con đường đó. Sự thật ra là mình nói rằng sống mấy mươi năm thì nó lâu, nhưng mà sự thật ra nếu mà từ 30-40 tuổi trở đi á, thì chúng ta thấy thời gian nó qua mau lắm. Dạ, chừng 50 tuổi trở đi thì thấy nó cũng là hoặc thật là thời gian nó qua mau. Mình nhìn lại cái kiếp người thì sống quân bình á, thì cũng 70-80 tuổi gì đó thôi. Thì có những người thì sống hơn, có những người sống chưa tới đó, nhưng mà quân bình thì khoảng 70-80 tuổi. Nhưng mà mình tới mà 50 tuổi thì mình nghĩ là mình còn có khoảng chừng 20 năm nữa thôi, hoặc 30 năm nữa thôi, là hơn nửa chặng đường của đời người mình rồi. Cho nên là mình thấy cái người già đó thì chúng ta thấy rằng rồi đây đó là mình cũng phải già. Có những người chưa già nữa thì có những cái biểu hiện của người già rồi. Thì tức sức khỏe bị suy đồi. Cho nên là nếu mà mình tạo ác nghiệp á, thì ở trong kinh này nói đó là điều mà mình tạo ra ác nghiệp không phải do ai tạo, không phải là do ai làm cho chúng ta, không phải do cha mẹ, cũng không phải do thầy tổ, cũng không phải sa môn bà la môn, cũng không ai làm cho chúng ta, mà tự chúng ta làm. Tự chúng ta tạo cái ác nghiệp đó. Và khi một người mà tạo ác nghiệp do lời nói, do hành động, hoặc là do cái suy nghĩ bất thiện của mình, thì cái người đó họ sẽ lãnh lấy quả báo khổ, lãnh quả báo khổ. Cho nên là cái điều này á, là không ai làm cho chúng ta được, và cũng không ai cứu cho được chúng ta. Chỉ có cách là chúng ta cải thiện được cái đời sống của mình, mình bước quay đầu, tức là mình tránh xa ác nghiệp mà mình thực hành những cái thiện nghiệp, thì quả may là chúng ta có thể tránh từ từ được. Tránh từ từ được. Còn điều đó không phải là do ai làm cho chúng ta. Cha mẹ sanh mình ra thì cũng tạo ra thân người của mình thôi, thân mình thôi. Và thầy tổ thì cũng dạy cho chúng ta hướng thiện, hướng thiện, làm những cái việc lành, tránh xa những việc ác mà chúng ta không làm. Thì điều đó chúng ta không làm điều thiện mà chúng ta tạo ác nghiệp thì chúng ta cũng lãnh lấy quả báo khổ. Còn chúng ta tạo được thiện nghiệp thì chúng ta nhận lấy cái quả an vui ở trong cái đời sống này. Và điều đó đó không phải là do ai làm cho chúng ta, do ai làm cho chúng ta. Cho nên thấy cái hình ảnh của người già, có nghĩa là thấy cái người già đó thì mình nhìn lại cái bà cụ. Có những người đó họ, chúng tôi nhớ hình như là Hoàng hậu Khê Ma, lúc mà đảnh lễ Đức Phật thì Đức Phật hóa ra từ một thiếu nữ, rồi cho đến là một cái người phụ nữ trẻ trung, rồi đến một cái phụ nữ mà tuổi trung niên, rồi đến một cái người, một bà già lão niên. Từ cái hình ảnh đó mà Hoàng hậu Khê Ma có thể là thức tỉnh được, là bởi vì Hoàng hậu nghĩ rằng mình là một cái người đẹp đó, một cái người đẹp không già đó,
mà luôn luôn có những cái sự án đối với tự thân mình và đối với Đức Phật, thì tiết lộ cho Hoàng hậu Khê Ma từ cái hình ảnh của một cái người thiếu nữ, rồi cho đến một bà lão mà da nhăn má cớp đầu bạc đó, thì đó là những biểu hiện của người già. Thì ở đây chúng ta nhìn thấy cái người già có nghĩa là nhìn quán, suy quán là chính mình, để xem là mình biết tránh xa những cái điều ác nghiệp, để rồi mình thực hành những cái thiện nghiệp. Và khi mà mình tạo cái thiện nghiệp là cũng do mình tạo ra, rồi mình tạo cái ác nghiệp cũng là do mình tạo ra, không phải là điều đó là do cha mẹ, anh em hay là thân bằng quyến thuộc hay sa môn bà la môn mà tự mình tạo cho mình. Có một điều đó là chúng ta sống ở trong một cái môi trường, trong một cái hoàn cảnh, trong một cái dòng tộc á, nếu mà chúng ta thuận duyên á, thì những người anh em ruột, anh em của chúng ta đó là làm điều thiện, mình làm điều thiện, anh em làm điều thiện, chúng ta thấy là thuận dòng. Còn có khi đó là một người, có những người đó thì họ không thuận dòng được, mặc dù sống trong một môi trường, trong một gia đình á, thiện, nhưng mà họ không làm được những cái điều thiện, thì có nghĩa là họ nghịch dòng rồi. Họ nghịch dòng mà phải đi theo họ, nghiệp của họ, mình đi theo của mình. Anh em thì có duyên với nhau như vậy thôi, nhưng sự thật ra là mỗi người có cái nghiệp riêng hết, mỗi người có cái nghiệp riêng, và nó ảnh hưởng tương tác với nhau. Là sở dĩ chúng ta được bắt chước, được gần gũi, được tập cận với nhau, gần gũi với nhau để thực hành những điều thiện hay là làm những điều ác mà chúng ta gánh lấy quả khổ, hay là làm những điều thiện là chúng ta nhận lấy quả vui thôi. Như vậy thì cái hình ảnh của một cái người già là một cái hình ảnh mà chúng ta thường thấy ở trong cái đời sống này. Cho nên là cái già đó, nhìn thấy cái người già đó có nghĩa là mình quán tưởng là chính mình, và do vậy mình phải tích cực làm điều thiện, làm điều thiện lúc bất cứ lúc nào. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy rằng người trí trong ba canh phải luôn luôn thức tỉnh, tức là ở trong cuộc đời này, ở tuổi ấu niên hay là ở tuổi trung niên hay là ở tuổi lão niên, nên là mình lúc nào mình thức tỉnh được thì đó là một điều tốt rồi, đó đều là điều tốt rồi. Cho nên cái người trí là thấy được cái người già thì mình quán tưởng là chính mình, mình đây rồi cũng sẽ già. Đừng nghĩ rằng là mình sẽ 70-80 tuổi rồi mình hứa hẹn là chờ đợi rồi thôi, để đôi ba năm nữa, năm ba năm nữa hả, thực hành những điều thiện thì rõ ràng là không có chờ mình được đâu. Đến lúc mà nó già rồi, lực bất tòng tâm á, mình muốn làm được những điều thiện không còn làm nổi nữa. Thí dụ bây giờ học Phật Pháp mà không có nhớ nữa nè, già rồi học Phật Pháp không nhớ nè, ngồi thiền đó là cũng không có thể nào ngồi lâu được nè. Ngồi nó tê chân, nó đau lưng, nó mỏi gối, nhiều thứ lắm. Dạ, nó có nhiều cái sự trở ngại. Cho nên lúc nào mình thức tỉnh được, mình tu tập được, đó là một điều đáng quý trong cái đời sống này. Rồi cái điều nữa đó là Đức Phật Ngài dạy ở đây đó, Đức Phật Ngài dạy ở đây đó là ngươi có thấy cái vị thiên sứ thứ ba hay không? Từ ở cái vị thiên sứ thứ ba đó, thì cái người tội nhân á, mới bảo rằng không có thấy cái vị thiên sứ thứ ba. Thì Du Diêm Vương mới hỏi tiếp rằng ngươi có thấy một cái người bệnh hay không? Cái người bệnh á, thì mình thấy là ở đây được mô tả là người bệnh á, người đàn ông hay là đàn bà cũng vậy, bị bệnh hoạn thì họ khổ não nè, họ ra lên rên la nè, rồi họ bị bệnh trầm trọng hay là nằm rơi vào ở trong cái nước tiểu hoặc là phân của mình, vân vân. Thì có khi đó là đi không nổi thì người khác phải đỡ dậy nè, rồi nằm xuống đó là đều là do người khác chăm sóc mình đó. Rõ thật là khi mà mình còn khỏe đó, thì cái thật sự là cái gì mình cũng thấy nó đẹp hết. Nhiều khi đó là đến khi mà mình bệnh á, đêm nằm á, mình suy nghĩ rằng không biết là cái mạng sống của mình á, không biết nay mai mình cũng có thể là chấm dứt, hay hoặc là có thể là ngủ đêm nay sáng ngày mai là mình chết mất rồi.
Cho nên cái bệnh ở đây đó là không chừa một ai, bởi vì mình có thân thì phải bệnh mà. Có những người bệnh sớm, có những người bệnh trễ thôi, bệnh tuổi lúc còn trẻ hay là bệnh lúc tuổi già. Nhưng mà rõ ràng là bệnh nó không tha cho một ai đó. Có những người có sức khỏe thì lại có cái phước, có cái sức khỏe tốt đó, thì họ ít có bệnh. Nhưng mà cái người mà không có sức khỏe tốt thì rõ ràng là cái bệnh nó đeo đuổi theo mình. Không bệnh này thì bệnh kia, không có cái bệnh nào mà gọi là sướng hết đó. Chẳng qua là mình so sánh lại bệnh này với bệnh kia, mình nói bệnh này nó đỡ hơn bệnh kia thôi. Nhưng mà bệnh nào cũng soàn soàn như là một cái bệnh mà sổ mũi, nhức đầu, ho không là mình cũng đã thấy khó chịu rồi. Chứ đừng có nói mà tim gan thì tùy khuế thận mà nó bị hư, nó bị khiếm khuyết rồi, rõ ràng là chúng ta đau khổ lắm. Cái người bị bệnh là đau khổ lắm. Cho nên là khi mà mình còn khỏe đó thì rõ ràng là mình muốn làm gì đó thì mình cũng có thể là cố gắng để làm được. Nhưng mà bệnh mà nằm trên giường rồi đó, thì mình thấy rằng quả thật là hết có ham gì nữa, hết có mong muốn gì nữa rồi. Nhưng mà khổ có nổi đó là con người ta đó, là khi mà bệnh đó, thì mình có những lúc mình suy nghĩ là mình sẽ thức tỉnh được, ráng cố gắng. Nhưng mà hết cơn bệnh rồi thì nhiều khi cái sự si mê của họ nó quay quần ở trong cái điều mà họ không thức tỉnh được. Cho nên là khi ở đây Đức Phật dạy rằng nếu một người tu tập như bản thân của chúng ta đó, thì mình thấy cái người mà bị bệnh á, nằm trầm trọng như vậy, rồi thấy rằng là nằm trên những cái nước tiểu hoặc là phân, rồi là đau nhức đầu này, đau đớn đầu nọ, rồi đó là nằm lên xuống, nằm xuống là đều do có người họ, hoặc là bước đi đó cũng phải có người dìu. Chúng ta thấy cái người bệnh là như vậy. Vì người bệnh ở đây đó là cái bệnh thì cho nên là nếu như một người mà bị gọi là cái người phóng dật, ở đây trong kinh gọi là phóng dật. Phóng dật ở đây đó có nghĩa là một là cái tâm của mình nó không có định trú được, không có định trú được. Cái thứ hai nữa là hiểu trong cái từ này là có nghĩa là chúng ta sống một cách chẩn mãn, một cách dễ vui. Tức là chúng ta xem thường với cái ác nghiệp, hoặc là chúng ta bỏ quên cái phận sự thực hành thiện pháp ở trong đời sống hàng ngày của mình. Mình bỏ quên cái chuyện đó. Đó là mình sống một cách dễ vui, hay là sống một cái đời sống phóng dật. Trong kinh Pháp Cú thì Đức Phật này nói rằng, dạy rằng là cái người gọi là phóng dật á, thì như là một cái người chết. Mà cái người sống không phóng dật á, là chết, là người đó chết như là sống. Ở đây có nghĩa là gì? Cái người mà sống phóng dật á, thì dù thấy họ sống như vậy nhưng mà rõ ràng là họ tạo cái ác nghiệp, thì chẳng những họ khổ kiếp này, rồi họ khổ dài dài ở trong nhiều kiếp luân hồi nữa. Vì do rằng họ phóng dật, sống dễ vui, chểnh mãn, sao lãng với những cái phận sự thiện hạnh ở trong đời sống hàng ngày của mình, và xem thường cái ác nghiệp. Cho nên là họ xem thường thì họ phải tạo cái ác nghiệp do thân khẩu ý. Cho nên là một người mà sống dễ vui á, nó nguy hiểm lắm. Nói trong Phật giáo là như là gọi là Bá Ma Đô Mát Chú Nô Bá Đăng á, trong kinh Đức Phật dạy vậy, là một cái người mà dễ vui á, là đưa đến cái con đường diệt vong. Cái người dễ vui là như vậy. Mà dễ vui hay là phóng dật á, thì cái người đó họ thường là tạo ra cái ác nghiệp. Và dù cái người đó họ có sống đi nữa cũng như là họ chết. Mà cái người mà sống không có dễ vui á, thì Đức Phật ngài dạy rằng là cái người đó họ dù là họ chết, mang cái nghĩa chết trong cái đời sống này, nhưng mà sự thật ra là họ, bởi vì sao? Họ ý thức được, thức tỉnh được những cái thiện nghiệp ở trong đời sống hàng ngày, họ tích cực họ làm, họ biết tránh xa những cái ác nghiệp do thân khẩu ý tạo ra. Vì vậy cho nên là
Nếu mà mình thấy một cái người bệnh á, thấy có người bệnh á, thì đừng có nghĩ rằng là cái người đó bệnh không, mà hãy nghĩ rằng bản thân của chúng ta đây rồi cũng sẽ bệnh. Đừng có nghĩ rằng mình già mới bệnh. Chúng ta thấy ngày nay đó là có những người rất trẻ tuổi mà bệnh những cái bệnh mà được xem như là cái người già bệnh. Cái bệnh mà nan y là khó chữa được, chỉ có chờ ngày mà nhắm mắt lìa đời thôi, chứ không thể nào mà chữa. Thí dụ như bây giờ chúng ta nói là ung thư máu, chạy thận hoài hay là lọc máu hoài đó cũng chết. Ngay cả cái nước mà ở cái vùng nước, ở nước mà cái quốc gia mà họ tiên tiến về y khoa nhất á, thì cũng chết thôi. Hoặc là bây giờ mình nói là ung thư gan á, thì cũng phải chết thôi. Rồi ung thư phổi cũng chết thôi. Cho nên là có chữa thì kéo được dài thời gian chút nữa rồi cũng sẽ chết. Cho nên là mình nhìn thấy cái người bệnh á, người ta đó, người ta bệnh á, thì có nghĩa là mình hãy suy quán lại chính mình, suy niệm lại chính mình. Bản thân của mình cũng vậy, rồi đây cũng sẽ vậy. Cho nên lúc nào mình còn còn khỏe được mà chưa bệnh á, thì mình nên cố gắng để tích cực đi, tích cực tạo thiện nghiệp và tránh xa ác nghiệp. Đó là sự sống không phóng dật, hay là sự sống không có dễ vui. Mà Đức Phật ngài nói cái người mà dễ vui là cái con đường đưa đến diệt vong mà. Và cái người dễ vui là sống mà như chết. Cái người mà không dễ vui á, thì mặc dù họ chết thật mà họ vẫn sống. Là vì sao? Họ tạo được cái thiện nghiệp, và cái thiện nghiệp đó đó làm cái nhân để đưa họ an lạc ở trong đời sống tương lai. Hoặc là chính cái thiện nghiệp đó làm nhân để đưa họ đến chấm dứt sanh tử luân hồi, đoạn trừ phiền não, chấm dứt sanh tử luân hồi. Thì cái điều đó là gì? Họ vẫn là cái người xem như là sống. Rồi ở đây Đức Phật này nói rằng, dạy rằng á, là một cái vị khi mà Diêm Vương cật vấn là có thấy một cái vị thiên sứ thứ tư nữa hay không, thì vị đó mới bảo là dạ không thấy. Thì Diêm Vương mới nói rằng ở đây đó là ngươi có thấy một cái người phạm nhân hay không. Phạm nhân thì mình biết đó, cái phạm nhân là cái người mà mình nhìn ở trong các cái nhà tù, nhà giam mình biết rồi. Cái người mà mất cái quyền công dân của mình thì tự động là bị pháp luật họ trừng trị nhiều cái hình thức lắm. Có thể nói rằng là bị những cái người chức trách họ đánh đập cũng có. Rồi có thể là bị những cái người tội nhân ở trong cái tù đó đó, họ đánh đập cũng có. Họ nhiều cái thứ mà tra khảo, nhiều cái hình thức lắm. Nhưng mình biết rằng khi mà họ lấy cung đâu phải là họ chỉ điều tra, hỏi ba điều bốn việc đâu. Họ hỏi là một lẽ, nhưng họ tra tấn là một lẽ. Họ đánh đập, họ tra khảo nhiều cái hình thức khác nhau. Và mình biết rằng cái người mà tội nhân như vậy đó thì họ rất là đau khổ. Đau khổ về thể xác, đau khổ về tinh thần. Thể xác thì bị hành hạ hết hình thức này tới hình thức khác. Có khi thì người ta trấn nước, có khi thì người ta quánh đánh, có khi thì người ta đập, hoặc là có khi người ta bỏ đói, hoặc có khi thì bỏ khát, hoặc có khi người ta đốt lửa trong cơ thể. Thì thứ cái hình thức. Và do vậy đó thì cái sự cảm thọ mà đối với cái xác thân này nó thật là đau đớn. Cho nên là mình lúc nào mà mình tự do được đó thì rõ ràng là mình nghĩ lại là mình có phước hơn ta. Mình không có bị những cái điều tra khảo như vậy, không có điều bị tra khảo. Và mình nhìn lại người ta đó thì có nghĩa là vì sao? Mình tránh đi những cái ác nghiệp đi. Và đặc biệt là trong cuộc đời này đừng để bị phạm pháp. Phạm pháp thì bất cứ một cái xã hội nào, quốc gia nào thì có luật pháp ở quốc gia đó. Cho nên nếu một người mà phạm pháp thì bị pháp luật họ trừng trị. Và bản thân cảm thọ thì dù quốc gia nào hay là người nam hay là người nữ thì họ cũng có những sự cảm thọ thôi. Đau đớn của xác thân. Và khi mà họ bị như vậy đó thì điều đó nó không phải do ai đem lại đâu. Luật pháp mà công bằng thì rõ ràng là không phải do cha mẹ mình
đem lại cho mình, cũng không phải sa môn hay bà la môn đem lại cho mình, mà bản thân mình tạo ra những cái điều đó và mình nhận lấy nhiều đó. Cái người tội nhân ấy, những cái phạm nhân ấy, họ lãnh lấy những cái thống khổ. Bản thân của chúng ta thì mình nghĩ lại là mình hãy biết tránh xa những cái điều mà gọi là phạm pháp trong cuộc đời, thì mình không có phạm pháp thì không có ai mà đánh đập. Và nếu một người mà tạo cái ác nghiệp thì rõ ràng cái ác nghiệp đó nó cũng không tha mình đó, nó không tha mình đó. Đến một lúc nào đó mình mệnh chung thì mình cũng nhận lấy cái quả khổ ở trong cõi địa ngục hoặc là trong cảnh giới khổ, nó cũng tiếp tục tiếp diễn như vậy. Cho nên là thấy cái người phạm nhân á, họ thống khổ bởi sự cảm thọ, do đánh đập, do bỏ đói, do nhận bị nước bị nhận bị trấn nước, hay hoặc là bị đốt lửa, nhiều hình thức lắm, hoặc là cái hình thức họ làm cho mình phải khốn khổ như vậy, thống khổ như vậy. Thì cái người mà ý thức được những điều đó, cho nên là mình không có tạo, không có làm điều gì phạm pháp, và mình cũng không tạo cái ác, bởi vì tạo ác nghiệp thì mình phải lãnh lấy cái quả báo khổ. Nhìn vào cái người tội nhân á, bị hình phạt như vậy đó, thì cái người đó họ cũng phải ý thức ngán ngẩm. Có thân người á, thì rõ ràng là sanh ra đời này đó là một sự khó để sanh làm người. Nhưng mà khi đã để mà cái tạo cái ác nghiệp hay là phạm pháp trong cuộc đời này, thì nếu mà mình nói ở xã hội này, cuộc đời này ấy, thì là do phạm pháp, cho nên là những nhà chức trách họ bắt mình hay là trị tội cái người đó, rồi cái quả của ác nghiệp mình tạo ấy, thì mình cũng nhận lấy cái điều đó, chứ không ai tạo cho chúng ta. Cha mẹ, thầy tổ, sa môn, bà la môn, không ai làm cho chúng ta, mà tự chúng ta tạo ra cho chúng ta. Đó là một cái điều mà ở đây là một cái vị thiên sứ thứ tư. Thiên sứ thứ tư. Như vậy thì khi mà một người ý thức được điều này, có điều chỉnh lại cái lời nói, hành động và việc làm của mình, không có ác, không có thân ác, không có khẩu ác và không có tâm ý ác, như vậy đó thì mình tích cực tạo cái thiện thiện nghiệp của mình, tức là thân thiện nghiệp, khẩu thiện nghiệp và ý thiện nghiệp, ý thiện nghiệp. Và ở đây đó là một cái vị thiên sứ thứ năm. Khi mà vua Diêm Vương hỏi rằng ngươi có thấy một cái vị thiên sứ thứ năm này hay không, xuất hiện ở đời hay không, thì cái vị này bảo rằng tội nhân này bảo là không có, không thấy. Thì Diêm Vương mới nói rằng ngươi có thấy giữa cuộc đời này người nam người nữ, khi mà họ chết ấy, thì họ mới chết ấy, thì bắt đầu là sanh lên, rồi bắt đầu là họ một ngày, hai ngày, ba ngày, rồi sưng phồng lên, tức là sình lên á, rồi xám lên, rồi rửa nát ra. Thì mình nhìn vào cái người chết, thật sự ra là cái chết của cuộc đời mình á, ai cũng sợ chết. Bậc thánh nhân thì giải thoát á, thì hoàn toàn thì các vị đó không sợ chết, nhưng mà người phàm phu á, thì dễ dàng bị sợ chết. Và khi mà sợ chết như vậy á, thì rõ ràng mình nhìn vào cái sự chết đó là một cái điều không ai muốn đối mặt với nó, không ai muốn chứng kiến điều đó, không ai muốn chứng kiến điều đó. Nhưng mà rõ ràng sự chết nó cũng dần diễn ra, có người chết trẻ, có người chết già, có người chết trung niên, vân vân. Thì mỗi người cách chết, có người chết bằng do bệnh mà chết, hết tuổi thọ mà chết, có người chết do cái nghiệp mà chết, có thể là chết không toàn thây cũng có, hay hoặc là chết bằng cách này cách nọ. Thì nhiều cái hình thức chết. Nhìn vào cái người chết đó thì nhìn vào xác thân này, cho nên Đức Phật ngày dạy là niệm sự chết là cũng là một trong cái lý do đó, để thấy rằng mạng sống của mình nó ngắn ngủi lắm, nó mong manh lắm, nó dễ vỡ lắm, có nghĩa là mình nói cho thật đó là mình có hơi thở ra mà không hơi thở vào là mình chết rồi. Cho nên là nhìn cái người chết đó là mình cũng quán tưởng là chính mình.
Có may mắn thì chúng ta được sống thọ một chút, còn không may mắn thì chúng ta chết nó sớm một chút. Nhưng mà cái chết đó là khi mà mình nhìn vào một cái người nào chết thì có nghĩa là mình quán tưởng là chính mình. Nếu một người có trí thì nhìn lại, rồi sớm muộn rồi mình cũng sẽ chết thôi. Không phải là chết, mình thấy cái sự chết của một người nào đó rồi mình quán sự chết đó là cái sự tiêu cực, cũng không phải là cái sự yếm thế. Mà quả bản thân của chúng ta đó là chúng ta cố gắng để mà nhìn lại những điều đó, và chúng ta tích cực tạo những cái việc thiện để đúng đến lúc nào đó chúng ta chết rồi đó, là chúng ta làm kịp. Nói chung là mình làm kịp, mình thực hiện không kịp. Có những điều đó chúng ta có nhiều mơ ước, chúng ta thực hiện cả hàng bao nhiêu năm, rồi đến khi mà gần sắm mắt, nhắm mắt lìa đời, chúng ta cũng chưa hoàn thành được. Ở đây mình nói đến cái thiện nghiệp á, cái tâm nguyện mà thiện của mình á, cái ý muốn thiện của mình á, chúng ta chưa thực hiện kịp, bởi vì mình không có thời gian. Đến lúc mà chết rồi đó thì chúng ta muốn thực hiện thì thực hiện không được. Cho nên nhìn vào cái xác thân này quả thật là nói cho một điều, đó là nó kết hợp bởi tứ đại đất nước lửa gió, rồi nó có những cái sắc phụ thuộc khác để tạo nên cái cơ thể của mình. Điều đó là do cái yếu tố của vật chất, của cha, của mẹ, của vật thực để nuôi nấng chúng ta được trưởng thành, vân vân. Rồi cái yếu tố tâm lý, tức là bốn cái thành phần danh quẩn, và khi mà chúng ta lìa bỏ cái thành phần danh quẩn này rồi đó thì còn lại sắc quẩn, thì rõ ràng nó không còn cái gì để mà bảo tồn được nữa. Cái sắc mạng quyền nó không còn để bảo tồn nữa, thì rõ ràng là nó bị sình lên sập xuống, rồi nó tan rã, nó mục nát. Trong kinh tụng gọi là thân người hiện tại đây ví như lá cây chính có màu vàng, là tai sai của Diêm Chúa, là sự chết sẽ đến tìm người, vân vân. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng là cái sự chết này nó sẽ đến với chúng ta sớm và muộn. Khi mà mình nhìn thấy cái người mà chết ấy, thì mình quán tưởng là chính mình, sớm muộn thì chúng ta cũng sẽ chết. Và do vậy thì chúng ta tích cực tạo những nghiệp thiện và cố gắng để tránh xa những cái ác nghiệp từ thân, khẩu và ý của chúng ta. Và nghĩ như vậy đó, thì khi mà một người mà hãy suy nghĩ rằng, quán tưởng rằng khi mà mình tạo cái ác nghiệp thì chính chúng ta tạo ra, chứ không ai làm cho chúng ta. Cha, mẹ, thầy, tổ, thân nhân, sa môn, bà la môn, không ai tạo cho chúng ta, mà chính chúng ta. Và ngay cả cái thiện nghiệp cũng vậy, điều mà thầy tổ hướng dẫn chúng ta, dạy dỗ nhắc nhở chúng ta phải biết tích cực để làm. Mà chúng ta không làm thì chúng ta không có được lợi lạc gì hết, không được lợi lạc hết. Đó là một cái điều mà khi mà năm cái thiên sứ này hiện hiện ở trong cuộc đời này, thì khi mà Đức Phật Ngài nói rằng những cái sự diễn biến mà Ngài mô tả ở trong cõi địa ngục đó, thì địa ngục á, thì quý vị biết là các nhà sớ giải hay là các được mô tả ở trong kinh thì ngắn gọn, chỉ mô tả ở địa ngục có sự hình hà, hành hạ tội nhân là như vậy. Thì hành hạ rồi nhiều khi rồi cắt tay, rồi mổ bụng, rồi là tay chân, rồi đốt lửa, hoặc là chăm chọt, thì có nhiều cái hình thức để mà hành hạ. Thì mình biết rằng cái cõi địa ngục á, là cái cõi mà luôn luôn chịu cái quả của ác nghiệp, chịu cái quả của ác nghiệp. Cho nên là chư Phật chánh đẳng giác không có xuất hiện ở cõi địa ngục. Về Phật giáo truyền thống thì chư Phật không có xuất hiện, bậc Bồ Tát cũng không có xuất hiện ở trong cái cõi địa ngục để mà độ đời ở trong đó. Chỉ có cái cõi nhân loại thì là bậc Bồ Đức chánh đẳng chánh giác, Đức Phật chánh đẳng chánh giác mới xuất hiện được. Bởi vì cõi nhân loại đó là có khổ có vui, nó có khổ có vui. Rồi do có khổ có vui á, cho nên là mình mới ý thức được vô thường, khổ vô ngã, mình tu tập được. Còn cái cõi chư thiên á, thì ta hưởng phước, người ta không có cái khổ mà bệnh già đau chết như chúng ta,
chừng nào hết phước thì tự động biến mất, do là quá sanh, và họ cũng không cần phải làm lụng như chúng ta, cũng không có nặng tay như chúng ta, thì rõ là cái cõi chư thiên là cõi chư thiên là Phật toàn giác, cũng không có bao giờ mà ra đời ở cõi đó. Chỉ có cái cõi nhân loại thì khổ vui nó đều có. Cái khổ thì người ta mới ý thức được vô thường, khổ vô ngã. Còn cái vui á, là cái vui này á, là cái cảm thọ mà trong đời sống, mà nó khác với các cái cõi, là cái vui của cái cõi người của mình là cái phước của cõi nhân loại. Và cái cõi người mình thì có những cái đặc điểm riêng, tức là mình có chánh niệm, rồi mình có cái hùng tâm của mình, rồi mình có những cái sự chí nguyện của mình, mình mới thực hiện được những cái hạnh để mà thực hành để đi đến cái sự giác ngộ. Cho nên là thực hành giáo pháp để đi đến sự giác ngộ, cho nên là Đức Phật này mới ra đời ở cõi nhân loại này, cõi nhân loại này. Thì bây giờ khi mà nói đến mô tả ở cái các cái cảnh giới địa ngục á, thì có nhiều cái hình thức, từ ở cái lửa đốt, rồi từ ở cái bị mà những chúng sanh mà bị chặt cưa ra, thì từ hoặc là lửa đốt ở trong miệng, rồi là bị những cái dùi nhọn nó đâm thủng, thì được mô tả như vậy để cho chúng ta thấy rằng cái ác nghiệp ở cõi địa ngục á, thì nó rất, khi nào mà còn nghiệp thì tự động mà chết đi sống lại và tiếp tục hành hạ tiếp. Hành hạ đến khi nào mà hết nghiệp thì tái sanh là một cảnh giới nào đó. Rồi cái chủng tử mà bất thiện, nghiệp bất thiện nó còn á, thì nó cũng còn đeo đẳng một chút ít nữa. Còn bây giờ á, khi mà nói là ở trong cảnh địa ngục á, thì rõ ràng là khi mà một cái người mà sống phóng dật, ở đây nói rằng dầu thiên sứ báo động, dầu thiên sứ báo động, thanh niên dẫn phóng dật, họ u buồn lâu dài, sanh làm người hạ liệt. Bởi vì sao? Mặc dù cái hiện tượng này, những cái điềm báo như thế này, từ cái hình ảnh của một trẻ sơ sinh, từ hình ảnh của một cái người bệnh, hình ảnh của một người già, hình ảnh của một cái người tội nhân, và hình ảnh của một người chết, thì cái người thanh niên này, ở đây nó là một cái người thanh niên này đó, sống dẫn phóng dật, tức là sống mà không biết phận sự của mình, không biết thực hành những cái thiện pháp, không biết tránh xa những cái ác nghiệp do thân khẩu ý, cho nên là cái người đó họ luôn luôn là đau khổ, chẳng những là đau khổ đời này, chẳng những đau khổ đời này đời sau. Và cái điều gì nó dẫn đến điều đó là do sống phóng dật. Mặc dù có những điềm báo, hoặc là cái người đó không hiểu, từ cái sự do cái sự vô minh si mê, hay hoặc là do cái họ cố tình không hiểu những điều đó, không muốn hiểu những điều đó. Có những người như vậy, họ mặc kệ nó ra sao. Mình cứ thích cái gì mình làm cái đó. Họ cũng vẫn hiểu như vậy, nhưng mà họ cố tình là họ gạt ngang qua, để mà họ theo cái ý của họ. Mà theo cái ý của họ là họ sống một cuộc sống phóng dật, là dễ vui, chểnh mãn, quên cái phận sự của mình là một cái người cần phải trau dồi những cái thiện pháp, tránh xa những cái ác nghiệp. Thì họ phải sanh vào trong cõi khổ lâu dài, và sanh vào một cái người hạ liệt. Nhưng mà ngược lại ở đây đó là Đức Phật này nói đối với một cái bậc chân nhân, tức là một cái bậc trí ở trong cuộc đời này đó, khi mà có những cái thiên sứ báo động như vậy đó, thì không bao giờ họ phóng dật, tức là họ biết phận sự của họ, rồi biết tránh xa ác nghiệp, biết thực hành những cái thiện pháp, không có sao lãng với cái đời sống phạm hạnh tu tập của chính mình, thì cái người đó họ có thể là, Đức Phật này dạy ở đây là không, một người mà sống không phóng dật như vậy thì trong diệu pháp bậc thánh á, thì thấy sợ trong chấp thủ. Thì cái người mà do chấp thủ những cái hạnh lành, những cái ác nghiệp
chấp thủ ở trong cái dục, trong cái hữu, rồi trong cái vô minh, vân vân. Như vậy thì khi mà thấy thấy sợ trong cái sự chấp thủ như vậy đó, thì cái người đó họ không có sanh hữu, tức là đoạn trừ được cái do là không có tạo cái ác nghiệp để không sanh vào khổ cảnh, không sanh vào khổ cảnh, mà họ tạo những cái thiện nghiệp để làm cái nhân đưa đến chứng đạo quả giải thoát ở trong tương lai. Vì như vậy thì là cái người mà sanh tử được đoạn trừ, được yên ổn, an lạc, ngay hiện tại tịch tịnh, ngay hiện tại tịch tịnh, mọi oán hận, sợ hãi, các vị ấy vượt qua mọi đau đớn sầu khổ, họ đều được siêu thoát. Thì ở đây có thể nói rằng từ cái hình ảnh của năm cái hiện tượng hay năm cái điềm mà để báo trước cho một cho chúng ta, cái Đức Phật này nói đến cái hình ảnh của một vua Diêm Vương khi mà bị những cái quỷ sứ bắt tới đó, thì hỏi là ngươi có thấy năm cái hiện tượng đó hay không, từ ở một cái đứa trẻ sơ sinh, từ một cái người bệnh, từ ở một cái người già, từ ở một cái phạm nhân, và từ ở một cái người chết như vậy. Nó thấy không? Thấy như vậy để chi? Để ý thức được bản thân của chúng ta, và do vậy thì tránh xa cái ác nghiệp, thực hành những cái thiện nghiệp ở trong đời sống, để chúng ta có được cái sự an lạc. Và cảnh địa ngục đó là điều mà có thể diễn ra khi một chúng sanh đã tạo ác nghiệp, thì có nhiều do cái ác nghiệp đó, cho nên nhiều cái hình thức để mà tra khảo ở trong cái cảnh giới này, ở trong cảnh giới địa ngục, mà họ phải thọ nhận chỉ những cái cảm thọ đau đớn từ ở xác thân này, và do cái gì? Do nghiệp đã tạo. Điều đó với một người mà biết thương mình và sống không phóng dật, được báo như vậy thì cái người đó sống không phóng dật. Còn cái người không biết thương mình thì sống một cái đời sống phóng dật, buông lung, sống cái đời sống sao lãng với thiện pháp, và bỏ quên cái phận sự tu tập của chính mình. Vì vậy cho nên là cái người đó phải chịu đau khổ, đau khổ mà không những ở đời này và đời sau. Thì ở đây là chúng tôi trình bày về ở trong cái nội dung của cái bài kinh Thiên Sứ này, bài kinh Đê Quá Đu Tá này, nói đến năm cái hiện tượng mà trong kinh Đức Phật được mô tả, bởi Đức Phật là một vị chánh đẳng giác, một vị mà như được mô tả là một vị có một cái thiên nhãn thuần tịnh, đã thấy rõ những cái sự sinh hoạt hoạt động của chúng sanh do hạnh nghiệp của chúng sanh như thế này, hay là như thế nào để sanh vào khổ cảnh, hay là sanh vào lạc cảnh, hay được giải thoát. Thì Đức Phật này mô tả rõ những điều đó. Chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc. Chúng tôi chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn sự được sự an vui tiến hóa. Bây giờ thì chúng tôi xin được xuống mic. Sa thú cái chuyện trường tòa pháp thịnh. Mà trường tòa thầy sư không biết trường tòa có trước máy không? Nếu trường tòa thầy sư nghe được cái định trường tòa còn hỷ trả lời cho câu thảo luận số 1. Một lần nữa xin hỏi trường tòa thầy sư, trường tòa có mặt ở trước máy và nghe được không? Trường tòa pháp đang nghe thì gọi có mặt ở trước máy và thì gọi có nghe được không? Nếu thì tổ hợp đang nghe được cái định thì tổ hợp đang trả lời giờ vật. Pháp đang chúng ta có một cái khái niệm về địa ngục, tức là cái một cái cảnh giới khổ đau nằm ở trong lòng đất, ở dưới mặt đất, và mới gọi là địa ngục chữ địa hay là đất. Nhưng mà theo khi họ đọc ở trong kinh, khi nó địa ngục có nhất thiết nằm ở trong, ở giữa trung tâm địa cầu, ở trong cái quả đất này hay không,
hệ dưới mặt đất chúng ta đang đứng hay không, hay là địa ngục có thể ở một cái nơi nào khác. Kính thỉnh sư tọa. Alo. Alo. Trong cái câu thảo luận số 1 thì con xin chia sẻ như thế này. Thực sự đó thì cái thuật ngữ Niraya đó, dịch là địa ngục đó, thì ở trong cái lòng đất. Nhưng mà thực sự đó thì chúng ta cũng không không biết được, chỉ Đức Phật ngài trình bày. Và một ngày gần đây thì chúng ta nghe có những cái hiện tượng, những cái tin tức như Liên Xô mà khoan xuống sâu rồi đặt những cái máy ghi âm, nghe được những cái âm thanh than khóc. Thì nói thì nói như vậy, nhưng mà chúng ta cũng không thể nào khẳng định là địa ngục nó nằm cái dạng như vậy là sẽ là địa ngục. Thực sự trong chú giải thì nói địa ngục nằm sâu trong tầng đất, cái lòng địa đại này. Nhưng mà rồi thì nếu mà chúng ta nói theo cái lời dạy của Đức Phật á, thì ngài chỉ trình bày địa ngục là một cái cảnh giới của những chúng sanh khổ cảnh mà thôi. Những chúng sanh khổ cảnh thì chúng ta thấy rằng ở trong kinh nó rải rác rất là nhiều những cái kinh mà nói về địa ngục, chứ không phải chỉ riêng về cái bài kinh Thiên Sứ này. Chúng ta thấy như là trong Tăng Chi Bộ Kinh, cái câu chuyện của cô Kalika, Đức Phật ngài cũng có trả lời cho những vị tỳ kheo về địa ngục sen hồng mà cô Kalika đã rớt vào cái địa ngục đó, và cũng nói cái địa ngục sâu xuống rồi rồi có một có tám cửa địa ngục, rồi mỗi tầng địa ngục như vậy chia thành như vậy nói cái sự khổ đau của địa ngục. Nhưng mà rồi chúng ta cũng biết Đức Phật nói có hai cái điều kiện mà chúng ta tới địa ngục được thôi. Một là chúng ta do cái nghiệp ác chúng ta rơi vào địa ngục. Hai là chúng ta có thần thông, có thần thông chúng ta đi vào địa ngục. Nhưng mà rồi chúng ta thấy trong kinh điển đó thì cũng nói về Tôn Giả Mốc Lá Ná đó, cũng vào trong khổ cảnh, vào trong nhàn cảnh để hỏi những chúng sanh chịu những cái quả nghiệp như thế này thế kia. Thì chúng ta cũng vẫn nghe nói về cái khả năng đặc biệt của ngài Mốc Lá Ná. Nhưng mà thật sự đó thì quý vị biết rằng phân cái sự khổ đau đó, thì trong cái bài kinh Thiên Sứ và cái bài kinh Hiện Ngu qua chúng ta cũng nghe nói rồi. Một người bị buổi sáng bị đâm 100 giáo, buổi trưa 100 giáo, buổi chiều 100 giáo. Nhưng mà vì cái nghiệp của người đó chưa có chết được. Thì như vậy Đức Phật ngài hỏi gì chứ, một người bị đâm 300 giáo như vậy ông nghĩ như thế nào? Thì rất là đau khổ. Nhưng mà Đức Phật ngài cầm lên một mảnh đá, ngài nói rằng cái sự đau khổ của một người bị 300 giáo nó giống như cái miếng đá trên bàn tay. Một người mà chịu khổ địa ngục nó kinh khủng hơn, nó gấp mà nhiều trăm triệu 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 lần, giống như cái núi đá mà một miếng đá trên tay của Đức Phật thôi, thì một núi đá như vậy thì rất là nhiều. Thì chúng sanh mà chịu khổ trong địa ngục nó kinh khủng như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng địa ngục là một cái, trong lục đạo và thường thường mình thấy luôn nói về trình bày 31 cõi, cũng nói về 4 cõi khổ, trong đó cũng nói về địa ngục. Và nếu mà chúng ta nói về địa ngục, trời người súc sanh ngạ quỷ Atula, thì cũng nói về địa ngục. Trời là chỉ cho các cõi phạm thiên luôn, cả cõi trời giới. Người là cõi nhân loại chúng ta, rồi ngạ quỷ là loài chúng sanh đói khát, thì Atula cũng nằm trong loài ngạ quỷ. Rồi là địa ngục và súc sanh, chúng ta nghe như vậy. Như vậy thì cái thuật ngữ Niraya đó là một cái thuật ngữ để trình bày nói về cái sự đau khổ của chúng sanh. Mình thường nói địa ngục là mình nói với lòng đất này, thì mình nói như vậy. Nhưng mà cũng có những người thì họ không có tin có địa ngục nằm dưới lòng đất, nhưng mà chúng ta cũng không biết được địa ngục nằm ở đâu. Thì bây giờ thực sự thì quý vị thấy có những cái vùng nước sâu xuống dưới đó, rồi có những cái ngọn núi lửa nằm sâu trong lòng đất đó, nó phun lửa lên
Nhưng mà thật sự thì chúng ta nói rằng nếu một chúng sanh nào bị ở trong những cái chỗ đó thì cũng là rất là khổ rồi, rất là khổ rồi. Nhưng mà những chúng sanh ở trong những cái chung di, chu di của địa ngục thì trong kinh cũng mô tả rất là rõ ràng. Cái địa ngục đó bề cao bao nhiêu do từng nó bằng sắt, bằng sắt mà sắt nung đỏ. Chúng sanh chịu ở trong đó chạy tới chạy lui, luộc da luộc người, nghĩa là lột da lột người, còn xương cái đau khổ như vậy. Thì chúng ta cũng nghe nói về cái hình thức mà khổ đau của địa ngục. Thì thì con xin chia sẻ cái thuật ngữ địa ngục là như vậy. Mà nếu có cái gì mà cần nói thêm thì thỉnh đọc. Dạ, bây giờ thì con xin gửi cái mic để cho thỉnh đọc. Sa thúc cái chuyện sư tọa pháp đăng. Thưa vị, chúng ta cũng theo lời sư tọa đăng xin nói thêm ở đây là chữ niraya. Chữ niraya là một từ chữ nis và aya, là dẫn đến chỗ hủy diệt, hay dẫn đến cái chỗ ở đây nó là một một cái sinh loại giống như chúng ta sinh làm người đó, thì mình sinh ra có dưỡng khí, có thực phẩm và có sự nâng đỡ xã hội đó. Thì ở đây chúng ta có sự nâng đỡ sự sống, nhưng mà chúng sanh trong cõi địa ngục đó, thì bị hành hình, bị khổ hình, khổ hình để giờ chết, nhưng mà chết không được, tức là dở sống dở chết, dở sống chết đi chịu những cảm thọ khổ, cái đó chúng ta gọi là niraya. Niraya chúng ta gọi là khổ cảnh, hay là một cái cảnh giới của khổ hình cũng được. Ở đây thưa quý vị, chúng ta có cái chữ này, chữ này chữ yama. Yama ở đây trong tiếng Phạn đọc là yama, mà chúng ta cũng đọc là yama. Yama nếu quý vị nào ở gần người biên, họ không đọc là yama, họ đọc yama. Yama họ đọc, họ đọc tắt là yim, chữ yim. Thì chữ diêm á, như là diêm quẹt chẳng hạn, diêm tức là đốt á, là chữ diêm đó của người Trung Hoa, họ lấy chữ da má mà ra. Dạ, da má nghĩa là thiêu đốt. Dạ, da má đốt cháy, chúng ta gọi là diêm quẹt, hay có chữ chủ là diêm nhiệt. Quý vị nào nghe chữ diêm nhiệt á, nhưng mà chữ diêm đó phát tức từ tiếng Phạn mà ra. Và chúng ta có chữ diêm vương. Dạ, diêm vương, vua giá má là diêm vương. Thì thứ nhất là cái vị vị giá má, vị vua diêm vương này đó, là vị này được được xem là nửa chư thiên mà nửa Atula. Có những chúng sanh lạ lắm, thứ vị nửa chư thiên, chúng sanh có phước, nhưng mà có phước ở trong khổ cảnh, thành ra do họ làm cái sự nghiệp ác nghiệp lẫn lộn. Chúng tôi nói như vậy là ở trong nhà tù có những ông cai ngục, thì cái cảnh nhà tù chẳng gì vui sướng hết á, nhưng mà trong cảnh nhà tù lại có ông cai ngục, là cái ông á, ông ấy là người có quyền ở trong địa ngục, nhưng quyền trong ở khổ. Thì diêm vương cũng vậy thôi, và dạ, nửa có phước và nửa không có phước. Và do vì theo trong Bê Tát Kha Tha thì vị này nửa tháng á, là chư thiên sống sung sướng, nhưng mà nửa tháng làm cái vai trò của bị diêm vương. Và căn bản mà nói thì địa ngục á, có một vài cái mô tả về cái địa ngục mà chúng ta biết về địa ngục Achivi, thì địa ngục AT ấy, chúng ta gọi là địa ngục vô gián. Thì theo trong kinh nói rằng địa ngục vô gián là cái địa ngục mà cái ánh sáng của mặt trời không có đi đấy tới được. Thì hôm qua hôm kia chúng tôi có nói về cái chuyện trường hợp là khi chúng ta nhìn ở bầu trời xanh, chúng ta nghĩ cái ánh sáng mặt trời nó đi đến vô cùng tận, không phải như vậy. Ánh sáng mặt trời nó chỉ đi đến một cái giới hạn nào đó, và đến một giới hạn nào đó nó không có ánh sáng được nữa, thì ở ngoài kia là nó là một cái bóng tối mênh mông. Dạ, bóng tối mênh mông cho đến khi có những cái mặt trời, những cái minh tinh khác, những ngôi sao khác. Thì khi ánh sáng mặt trời mà không có chiếu tới đó, thì ở đó nó có một cái vòng đai, nó gọi là Kuiper Belt,
và khắp nơi bao là có những cái thiên thạch, có những vận thạch nó bay ở trong cái vùng chung quanh đó, nó trở thành một cái vành đai của Thái Dương hệ. Và ngoài đó nữa thì chỗ đó đó theo trong kinh đó, là cái cảnh giới của chúng sanh gọi là ở địa ngục A Tỳ, và ánh sáng mặt trời không chiếu được. Khi một vị Bồ Tát xuất hiện, như trong cái kinh gọi là vị Tằng Hữu, cái bên hy hữu vị Tằng Hữu, khi một vị Bồ Tát ra đời thì cái ánh sáng của vị Bồ Tát, cái hào quang nó chiếu đến nó, và tất cả chúng sanh nó thấy ồ, cũng có những chúng sanh khác ở đây giống như mình. Thì như vậy á, địa ngục A Tỳ chắc chắn không phải nằm ở trong lòng đất này. Dạ, địa ngục A Tỳ không thể nằm trong lòng đất này, mà phải nằm ở trong cái biên giới giữa Thái Dương hệ và ở ngoài Thái Dương hệ. Chúng ta nói như vậy. Thì dựa trên điều này á, thì chúng ta nói cái chữ địa ngục là chúng ta chỉ xài tạm thôi, xài tạm mà nói, chứ chỉ địa ngục nó là một cái ngục ở trong lòng đất á, một cảnh khổ ở trong lòng đất thì nó không chính xác. Mặc dù ngày xưa có nhiều người họ nói rằng địa ngục á, là nằm ở trong lòng đất, thì những chất dung nham của núi lửa là phun ra từ địa ngục, cái chuyện đó không phải, không có căn cứ trong kinh. Và chúng tôi cũng nhắc quý vị Phật tử một điều là những con số về chiều kích của mặt trăng, chiều kích của mặt trời, chiều kích của địa ngục tính theo các do tuần đó, tất cả những chiều kích đó là được dựa trên một số các bản sớ giải, và những bản sớ giải này không có cơ sở ở trong kinh điển Phật pháp. Thật ra đừng lấy những con số đó, những con số đó không có chính xác. Dạ, những con số đó không gì chính xác hết. Nhiều khi chỉ có con số là 84.000 á, 84.000 tức là một cái thành ngữ để nói cái gì, một con số cực lớn, một con số cực lớn thôi, chứ không có nghĩa chính xác 84.000. Nên chúng ta phải rất là cẩn thận khi mà chúng ta sử dụng những con số bao nhiêu do tuần, bao nhiêu do tuần, vì cái chiều kích của không gian đôi khi nó mênh mông lắm, không có thể nào nói một cái đơn thuần được. Đôi khi Đức Phật phải dùng từ cái thí dụ. Dạ, ngày dùng cái thí dụ một cái tảng đá rất lớn mà nó rơi xuống mà nó mòn, chỉ còn lại trái cam thì chẳng hạn. Nhưng mà thật ra thì cái đó không có tính bằng không có tính bằng cái diều kích bình thường. Do vậy khi mà đề cập đến địa ngục thì chúng ta tạm đó là một cảnh khổ, cảnh rất khổ, có là cái, chúng ta là một cái cảnh, một cái cõi của khổ hình. Cõi khổ hình thì đúng, nhưng mà chữ địa ở trong đó thì nó mang ý nghĩa dần dần. Chữ diêm vương á, chữ diêm đó là phát xuất từ chữ phạn mà ra, tôi bị diêm nghĩa là thiêu đốt, như là giống như diêm quẹt đốt cháy. Bây giờ thì chúng ta bước qua câu thảo luận tiếp theo. Câu này xin bạch sư tọa thời siêu, không biết sư tọa có ở trước máy không? Nếu sư tọa thời siêu nghe được, kính thỉnh sư tọa trả lời cho câu thảo luận số 2. Dường như sư tọa thời siêu không có trước máy. Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Tính có nghe được không? Nếu Đại Đức Pháp Tính nghe, Đại Đức Pháp Tính nghe được, xin Đại Đức Pháp Tính trả lời cho câu thảo luận số 2. Sư Nguyên Thông có mặt ở trước máy và nghe được không? Ôi, dạ, thấy con tay của Siêu Pháp Tính hả? Dạ, Siêu Pháp Tính, dạ vâng. Dạ, xin lỗi, Siêu Pháp Tính, cái máy này nó có vấn đề. Siêu Pháp Tính này, ở trong kinh Thiên Sứ này đó, thì Siêu Pháp Tính đọc, Siêu Pháp Tính có thấy rõ rằng Thiên Sứ hay là những cái vị những người đưa tin từ cõi trời đó, thì những thiên sứ này là những hiện tượng thiên nhiên như sanh già đau chết, thì như vậy không phải là những chúng sanh phải không? Dạ, Siêu Pháp Tính xác nhận là bởi kinh thiên sứ không phải chúng sanh. Và Diêm Vương Vua Gia Má thì ở đây lại là theo lời dạy của Đức Phật là một chúng sanh có thật, có đúng như vậy không? Theo cái đọc của Siêu Pháp Tính, tại vì chúng ta cần xác định điều này đó, để chúng ta có thể hiểu thêm về kinh Thiên Sứ này. Kính thỉnh Siêu Pháp Tính.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Con xin thành kính lĩnh lễ đến sư phụ Thầy Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Pháp Tân, thượng tọa Minh Hạnh. Kính chào sư Minh Thông. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Bạch thượng tọa, qua cái câu hỏi của thượng tọa vừa nêu lên, thì theo như con thì con nghĩ rằng ở trong cái bài kinh này thì Đức Phật đã thuyết lại cho các vị tỷ kheo nghe về một cái chúng sanh sau khi chết mà nếu mà có đọa xuống địa ngục, thì lúc đó cái vị Chúa Diêm Vương sẽ cũng như là gợi ý cho những cái chúng sanh nào mà bị đọa xuống địa ngục, gợi ý rằng là những cái hình ảnh mà chúng ta gọi giống như là thiên sứ, thì nếu mà chúng ta gắn thêm cái chữ báo tin nữa, cũng như là thiên sứ báo tin, thì chúng ta sẽ hiểu được là điều này giống như là cái sự gợi ý, là cái sự gợi ý là có thấy những cái đứa trẻ nằm ở trên cái một cái vũng phân và nước tiểu nằm giãy giụa ở trên đó, hoặc là những cái hình ảnh của người già, người bệnh, người chết. Thì nếu mà theo như con thì con nghĩ rằng là Đức Phật đã thuật lại cái hoàn cảnh hoặc là cái nơi mà chúng sanh đó tái sanh, rồi gặp những cái chuyện gì khi ở trong cái khổ cảnh đó hoặc là ở hoàn cảnh đó. Thành ra chính vì có cái niềm tin này đó, thì con nghĩ rằng là một vị Diêm Vương là một vị có thiệt ở trong cái cảnh đó. Rồi cái tội nhân đó thì chắc chắn là cái tội nhân đó là chắc chắn là cái chúng sanh có thiệt. Và những cái thiên sứ là nói về những cái hình ảnh, những cái hình ảnh để cho làm cho cái người đó có cái cơ hội để mà phát sanh được cái thiện tâm trong khi đó. Tại vì con nhớ rằng lúc trước thì khi mà sư trưởng có giảng, sư trưởng nói rằng là nếu mà những vị nào mà khi mà tạo phước có hồi hướng đến Diêm Vương, vua, cái vị vua chúa Diêm Vương, thì khi đó do cái phước báo mà mình hồi thủy này sẽ gợi ý cho mình bằng cách cho mình thấy những cái hình ảnh đó để cho mình phát sanh sự kinh cảm, phát sanh cái sinh cảm đó, thành ra mình mới nhàm chán, mình mới khởi lên được cái thiện tâm. Thì căn cứ vào những cái điều này đó, thì con nghĩ rằng là chúng sanh mà làm tội, mà là cái đối tượng, là cái tội nhân, rồi cái vị Chúa Diêm Vương là hai cái đối tượng này là có thiệt. Còn đối với những cái thiên sứ báo tin đó, là những cái cảnh để gợi nhớ lại ở trong tâm của cái tội nhân đó. Thành ra ở trong cái điều này, ở trong cái câu thảo luận này đó, thì con nghĩ rằng là chư thiên, Chúa Diêm Vương là có, là một chúng sanh, rồi tội nhân cũng là chúng sanh, còn ảnh thiên sứ báo tin là cái cảnh để cho cái tâm của chúng ta nhớ lại cái điều đó. Đây là những cái ý con xin được thảo luận qua cái câu hỏi này. Bây giờ thì con thỉnh thượng tọa trở lại. Sao thuộc cái trường đại điều pháp tính, sư Nguyên Thông, sư Nguyên Thông có bật ở trước máy và nghe được không? Nếu sư Nguyên Thông nghe được, xin thỉnh sư Nguyên Thông trả lời cho cô tiếp theo. Sư Nguyên Thông
cũng từng có một cái quãng đời quen thuộc với thần học của Thiên Chúa Giáo. Và hầu hết những tôn giáo từ Trung Đông như là Do Thái giáo, Kitô giáo hay là Hồi giáo đó, đều nói đến một messenger, là cái người mang phúc âm hay là người mang tin lành đến cho cõi trần gian này. Có đôi khi họ gọi là đấng tiên tri. Thì chứ đâu có thể là một cái so sánh giữa cái vị thiên sứ mà được đề cập đến ở trong bài kinh này theo Phật Pháp đó, và những người mang cái sứ điệp của Thượng Đế đến cho loài người đó, mà ở trong các tôn giáo phát xuất từ Trung Đông đó, hai cái vị thiên sứ đó, hai hình ảnh thiên sứ đó, nó khác nhau thế nào, và cái sứ điệp đó nó khác nhau thế nào, Sư Nguyên Thông có thể làm một so sánh ngắn không? Kính thỉnh Sư Nguyên Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Sư Phụ, về cái vấn đề này là sự thật ra là chúng ta có thể nói rằng mình không thể nói rõ ràng, không thể rõ ràng. Là tại vì khi mà con là một vị tín đồ bên Thiên Chúa Giáo, thì bên Thiên Chúa Giáo cũng có nói là có một messenger. Thì bên Phật giáo mình cũng có nói một cái messenger. Thì cái tên đó thì tiếng Pali gọi là Nirajapala, tức là một vị mà chúa ngục. Và khi mà ông vị chúa ngục hỏi là cái người đó, chúng ta có thấy là những vị mà thiên sứ hay không, thì người bình thường thì nói là dạ không thấy. Thì người cứ nói là anh có thấy cái một đứa trẻ mình sinh ra rồi nằm ở trong đó, rồi giãy giụa trên cái chỗ mà dơ dái, rồi một ông già bà già, rồi người bệnh hoạn hay không. Thì cái đó là sự thật ra là để cho chúng ta hiểu là chúng ta phải chịu cảnh sinh già bệnh chết trong cái trần gian này. Và cái ngôn ngữ của khi cái vừa rồi mình học thì mình đã thấy là tất cả chúng sanh ở trên trần gian này 7 tỷ người đã sống trong một cái bóng đen dày mịt mà không hiểu rõ gì cả. Thì đây là những cái ngôn ngữ ẩn dụ. Thì chúng ta thấy là chúng ta thấy, mà sự thật chúng ta thấy mà không thấy. Tại vì chúng ta không thấy, trên thế gian này mọi vật đều là vô thường, và vì vô thường nó là khổ, mà tất cả những điều đó chúng ta không thấy. Cho đến khi mà chúng ta chết đến nơi rồi, thì cái người mà không có làm những thiện nghiệp thì chết lên nơi rồi, thì cái cảnh địa ngục hiện lên cho họ, và họ hoảng hốt, họ sợ. Bởi vì khi mà trước cái cận tử nghiệp mà hoảng hốt sợ và đi vào địa ngục một cách dễ dàng. Thành ra ở đây chúng ta rất là may mắn, kính thưa sư phụ, chúng ta rất là may mắn được hằng ngày được nghe kinh Phật, hằng ngày được nghe chư vị đã giảng lại những lời dạy của Đức Phật cách đây hơn 25-26 thế kỷ. Vì vậy cho nên là trên thế gian này, nếu bây giờ mình đem cái điều mà nói là trên thế gian này chỉ có cái khổ mà thôi, và may mắn lại có Đức Phật để giảng dạy cho chúng ta con đường thoát khổ, khi mà mình nói ra như vậy thì không ai chịu tin. Khi mà con mới qua Mỹ, con vô con dạy học, thì con nói chuyện với mấy một gì những người bạn Mỹ, thì muốn giới thiệu cho họ là trên thế gian này đều là khổ sở thì chết chóc, cho họ nghe nó khổ sở chết chóc, họ sợ quá, họ không cho con nói nữa, bởi vì họ sợ chết lắm. Nhưng mà con nói là làm sao tránh khỏi được. Mà sự thật ra khi mà chúng ta trên cái câu mà là thân người hiện tại đây nhưng lái cây chính có màu vàng, tay sai của Diêm Chúa, là sự chết đã đến tìm người, thì đó là sự thật. Có nghĩa là tất cả chúng ta ở đây từ mới đẻ cho đến 100 tuổi thì cũng như lá cây chín có màu vàng, tại sao tìm Chúa là tại sao? Câu đó có nghĩa là sao? Câu đó có nghĩa là tất cả chúng ta ở đây có thể chết bất kỳ lúc nào, dầu mới đẻ ra, dầu 100 tuổi đó. Nhưng mà người ta không nhận thấy được cái điều đó, cho đến khi sự thật hiện ra đến họ thì họ hoảng hốt. Vì vậy cho nên chúng ta ở đây mà chúng ta được đọc kinh, được nghe kinh, được giảng kinh, và những người mà được đọc kinh, được nghe kinh, được giảng kinh thì phải chiêm nghiệm, phải học thuộc lòng và phải đắn đo suy nghĩ.
Thì bởi vì chúng ta có mặt ở đây, và có mặt ở đây là có cái phước báo từ kiếp trước mà chúng ta được sanh làm người, và có những cái phước báo từ kiếp trước mà chúng ta được sống trong giáo pháp của chư Phật, và đều có kiếp trước, cho nên chúng ta được liên lỉ hàng ngày và lắng nghe Phật pháp và tin yêu kính pháp, kính Phật, kính tăng. Nhờ như vậy là chúng ta mới được hàng ngày lắng nghe Phật pháp. Cho nên sự thật ra mà nói thì cái mà gọi là cái messenger, thì sự thật ra mình nói là có người nào mà nói là anh ơi anh sắp chết rồi, tại vì anh già này đó, không ai đứng nói con nó đối với mình cả. Mà đối với những người Phật tử hay là đối với người mà tu sĩ thì điều đó là chuyện mình biết rồi, mình không cần người ta nói được, mình cũng hiểu. Và nếu mà mình hiểu, mình được áp dụng, mình để cái đó trong tâm của mình. Vì vậy cho nên Đức Phật đã giảng dạy chúng ta phải quán cái sự chết. Thì khi mà Đức Phật giảng dạy vậy là cái một tỳ kheo thì nói thưa Thế Tôn, và con cùng học quán sự chết. Thì Đức Tôn hỏi là thầy quán sự chết như thế nào? Thì có 6 vị tỳ kheo trả lời câu hỏi của Đức Thế Tôn. Thưa Thế Tôn, sau khi mà con đi khất thực ăn cơm về, ăn cơm xong sau khi con nuốt vào cổ con được 3-4 miếng cơm rồi, thì con nhớ đến lời dạy của Thế Tôn. Thưa Thế Tôn, đó là con đường niệm sự chết là như vậy. Rồi 6 người kia nói cũng na ná là như vậy. Là tại sao? Là tại vì khi mà chúng ta ăn một miếng cơm vô rồi, chúng ta nhớ đến lời giảng dạy của Thế Tôn. Thì lời giảng dạy của Thế Tôn là Đức Phật giảng dạy là tất cả mọi vật trên thế gian này đều là vô thường, khổ, vô ngã, và sự chết đã đến với ta. Và duy vậy cho nên chúng ta phải năng làm những thiện nghiệp. Người mà làm có thiện nghiệp thì họ sẽ có quảng hốt trước cái chết. Thì tất cả những lời giảng dạy của Đức Phật như vậy thì có cái nghĩa sâu sắc. Những người mà có chiêm nghiệm mà hằng ngồi thiền samatha và vipassana hằng ngày, hằng chiêm nghiệm lời giảng dạy của Thế Tôn, thì mới có thể nếm được, hưởng được cái vị ngọt của giáo pháp, khi những người đó có thực hành giáo pháp của Đức Phật Thế Tôn, của Thế Tôn Ca Mâu Ni. Cho nên Ngài nói rằng, này các con, cái mà cái cúng dường Thế Tôn một cách cao thượng, thanh tịnh nhất, là không phải là đốt nhang, không phải là hoa quả, không phải là đem đô la hay là euro đưa Thế Tôn, mà Ngài nói là cách cúng dường Như Lai cao thượng nhất là làm theo lời Ngài dạy. Khi mà mình đọc câu đó thì mình mới kính thương Thế Tôn là một người cha của chúng ta, một người mà có cái lòng từ bi vô lượng. Vì sao? Vì khi mình hành theo những lời Ngài giảng dạy thì mình thấy rõ được cái chân lý, thấy rõ được cái sanh lão bệnh tử, thấy rõ trần gian này là khổ sở, chỉ có cái hành thiện phước đức của chúng ta thì có thể giúp chúng ta ra khỏi cái sự đau khổ sanh tử luân hồi, do nhờ cái trí tuệ của chúng ta khi mà chúng ta hành thiện được. Kính thưa sư phụ, vì vậy cho nên bên Thiên Chúa thì gọi là Thiên Chúa, thì cũng như là một thí dụ, nó là Chúa Trời, Chúa Cha, Premier Person, Deuxième Person, tức là ngôi nhất, ngôi thứ ba gì, thì cũng là Thiên Chúa, thì cũng là cứ như là sắc cá của chúng ta thôi. Mà sắc cá thì vẫn sanh tử luân hồi, chứ không phải là một vị thánh nhân. Vì vậy cho nên là trên thế gian này, kính thưa sư phụ, chúng ta rất là may mắn. Chúng ta rất may mắn được vào giáo pháp của Đức Phật, nhất là cái Theravada Buddhism. Ngoài ra mà đi mà khi mà con đọc thì con thấy là sau khi Thế Tôn nhập diệt 500 năm thì giáo pháp Đại Thừa mới ra đời. Mà giáo pháp Đại Thừa là do một cái vị vua, một vị vua bên Ấn Độ đó, mà vị vua đó mà là giàu là Phật tử nhưng mà thiên về Bà La Môn, cho nên là cái kỳ mà kết tập kinh điển lần thứ hai của cái vị vua đó là toàn là viết bằng tiếng Sanskrit và đều là những tư tưởng Bà La Môn không. Vì vậy cho nên học kinh mà làm đệ tử Phật, làm tỳ kheo hay là làm Phật tử mà không học Phật sử, không học giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì chúng ta sẽ không hiểu sâu xa là cái phước đức mà chúng ta được học giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni do những cái vị tỳ kheo của Theravada mà giảng dạy cho chúng ta ở đây. Vì vậy cho nên kính thưa sư phụ, và cái sự so sánh của những cái messenger về cái sanh già bệnh chết hay là bên Thiên Chúa thì họ nói nhiều câu tiếng cười là chỉ cần tin Thiên Chúa thôi thì được cứu rỗi.
mà làm sao có cái vụ mà cứu rỗi. Cho nên cái messenger bên đó thì tin tưởng vào cái đức tin, còn cái bên Phật giáo của chúng ta thì không có tin tưởng về đức tin, mà ngược lại cái trí tuệ của chúng ta để thấy rõ cái sự sanh già bệnh chết. Và khi có thấy rõ sự sanh bệnh chết thì mình sẽ làm những cái công đức, mình diễn vào công đức. Cho nên là ngài anh trên cha ngàn qua nói một câu rất là hay, bởi vì nếu cái thực sự trên trần gian này tất cả chúng sanh ra cõi đời này đều phải sanh già bệnh chết, và đó là cái chuyện bình thường. Vì vậy cho nên chết là chuyện bình thường đối với chúng ta. Người nào mà không công nhận điều đó thì đó là đau khổ của chúng ta. Vì vậy cho nên cái mà cái messenger của bên Phật giáo và messenger của bên Thiên Chúa giáo thì nó rất khác xa. Một bên là do cái niềm nói do một cái niềm tin là you will be saved, và bạn sẽ được cứu rỗi. Thì sự thật là bên cầu Phật giáo thì không có ai cứu rỗi ai cả, là chúng ta chỉ có trí tuệ của chúng ta cứu rỗi chúng ta thôi. Đó là những sự khác biệt của Phật giáo, của Thiên Chúa giáo. Kính thưa sư phụ, đó là những sự hiểu biết của con trong cái điều này. Nhưng mà sự thật con là một chúng sanh vô minh, ngu si, cho nên là không nói không có thể dám chắc chắn là đúng. Xin sư phụ từ bi chỉ dạy những điều mà con nói không đúng để cho con được học thêm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe, và con thỉnh mời sư phụ trở lại giảng dạy thêm cho con được không? Con thỉnh mời sư phụ trở lại mic. Xin trân sư Nguyên Thông, bạch chư Tông Đức và thưa quý Phật tử. Hôm nay chúng ta học tới bài kinh 130 của Trung Bộ Kinh. Lẽ ra thì chúng tôi dành vài 30 phút sau cùng để hội ý với chư Tăng và quý Phật tử về giáo trình sắp tới. Nhưng vì dường như sư tổ tại siêu không có mặt trước máy hôm nay. Do vậy có lẽ ngày mai này hay ngày mốt chúng ta có dịp sẽ bàn về giáo trình. Tại vì cũng không còn lâu nữa chúng ta sẽ hết Trung Bộ Kinh. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha Dharma. Kính trường chư vị giảng sư đã vào rung để thuyết giảng. Đại lễ quý ngài, xin chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Sa thu lành thay. Con tự mẫn, thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thỉnh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Ốc Sứ Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết thành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư đức của trường tồn chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy Giá. Mang cái gì nói cha mình sẽ đi ra sẽ sukang